Cổ thần tập 36 Oanh Một lôi ấn dài nghìn trượng đánh lên màn sáng hỗn độn âm dương đại trận, một tiếng nổ lớn, thiểm điện lôi quang cuồn cuộn bốn hướng, quang mang chói mắt vô cùng, không thể nhìn rõ. Thoáng trong nháy mắt sau đó, toàn bộ thiểm điện lôi quang, cương khí pháp lực đều biến mất, một lôi ấn dài nghìn trượng cũng không còn, ánh mắt tàng thiên cơ cả kinh, màn sáng bao bọc xung quanh cổ thần trăm trượng dĩ nhiên không chút sức mẻ, vẫn còn nguyên vẹn đứng đó cổ thần quay đầu cười chế nhạo nhìn tàng thiên cơ, phòng ngự của hỗn độn âm dương đại trận, chỉ cỡ tàng thiên cơ sao có thể nhanh chóng phá vỡ được. Lúc này không cần bận tâm tới tàng thiên cơ, đạo đạo kiếm ảnh vẫn liên tiếp như thủy triều chém xuống viên cầu màu máu. Viên cầu màu máu chấn động ngày càng kịch liệt rồi đột nhiên nổ bắn ra hồng mang vạn trượng, tinh hoa linh khí thiên địa xung quanh nhất thời dừng lại, trái tim lớn kia tựa hồ đã hấp thu đầy đủ, hạ dần xuống đất rồi vọt về phía thi thể của sáu gã yêu tu ý đồ mượn xác sống lại viên cầu màu máu kia đã chấn động kịch liệt tới cực điểm chỉ còn kém một nước nữa sẽ bị kiếm cương hoàn toàn chặt đứt thế nhưng không còn kịp nữa hai đạo kiếm cương tiếp theo đã không kịp bổ đôi viên cầu màu máu viên cầu màu máu không bị bổ ra trái tim bên trong đó sẽ không bị tổn thương trái tim thật lớn đó không bị tổn thương sau khi mượn xác sống lại trong khoảng thời gian ngắn sẽ phục hồi cảnh giới như khi còn sống chuyện này đối với cổ thần là một nguy hiểm chí mạng. Đột nhiên, mi tâm cổ thần lóe lên, một khối ấn ngọc bốn mặt trong nháy mắt lao ra, hóa thành cỡ hơn 10 trượng, chính là côn ngô ấn. Tình huống gấp gáp đành phải dùng tới côn ngô ấn, tàng thiên cơ biết côn ngô ấn trên người cổ thần, chuyện này cũng không có gì là bí mật. Cổ thần không dám dùng tới là sợ côn ngô ấn bị hao tổn, nhưng hiện đang ở trong côn ngô bí cảnh, chắc rằng côn ngô ấn cũng không thể dễ dàng hư hao. Côn ngô ấn giống như một ngọn núi nhỏ, nay giữa hư không hóa thành một đạo bạch mang, như một mũi tên sắc bắn lao thẳng về phía viên cầu màu máu. Côn ngô ấn nặng hơn 10.000 cân, lấy tốc độ nhanh như vậy phóng thẳng vào viên cầu, lực lượng sẽ mạnh tới chừng nào. Còn hơn cả kiếm cương nghìn trượng chém xuống. Viên cầu màu máu chấn động dữ dội, nhất thời bị nứt ra một lỗ hổng, lộ ra trái tim màu máu tươi bên trong. Lập tức có hai đạo kiếm cương nghìn trượng đánh xuống, đạo kiếm cương thứ nhất đánh chúng ngay chỗ hồng trên mặt viên cầu nhất thời chém viên cầu thành hai nửa đạo kiếm cương thứ hai hạ xuống vừa vặn bổ chúng trái tim kia vô số hồng mang trói mắt từ bên trong trái tim nổ bắn ra cũng không chống đỡ được kiếm cương nghìn trượng chém xuống một vết thương thật dài bắt đầu lan tràn khắp bề mặt trái tim kia ào ào vô số máu tươi phun ra ngoài trái tim lớn đã bị thương nặng đồng thời trái tim lớn cũng rơi xuống mặt đất trong nháy mắt nhỏ đi nhiều, nhanh chóng chui vào trong thi thể một gã yêu tu kim đan hậu kỳ, rồi đột nhiên, hai mắt gã yêu tu kia sáng bừng, lập tức sống dậy, đầy những vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần liền lại. Một tiếng chim réo vang vọng thiên địa, gã yêu tu kia nhảy lên phía trước rồi đột nhiên hóa thành một con cự điểu khổng lồ cao lớn tới nghìn trượng, phóng thẳng lên cao. Toàn thân cự điểu là một màu kim sắc, miệng lớn kim sắc, lông vũ kim sắc, cự trảo kim sắc, hai cánh giang rộng che kín một mảnh trời. Thần điều kim sĩ thiên bằng. Trong mắt cổ thần và tàng thiên cơ đều lộ vẻ cả kinh. Kim sĩ thiên bằng là thần điều thượng cổ, chỉ tồn tại trong những bí văn lưu truyền cổ xưa, từ thời cận đại cho tới nay, tại đại lục cổ hoang chưa từng thấy lần nào xuất hiện qua. Tuy rằng kim sĩ thiên bằng biến mất khỏi dòng chảy lịch sử nhưng vẫn để lại không ít huyết mạch, ví như phong lôi ưng tộc, kim diễm điêu chỉ vì có một chút huyết mạch được truyền lại nên phong lôi ưng tộc và kim diễm điêu đều là những tộc đàn đứng hàng số một trong yêu vực. Sáu gã yêu tu phong lôi ưng tộc trước đó đứng vây xung quanh trận đồ triệu hoán, hiển nhiên đã sớm hiểu được, bên dưới tế đàn năm màu kia có phong ấn một trái tim của kim sĩ thiên bằng. Phong lôi ưng tộc sở dĩ muốn tìm kiếm lối vào côn ngô bí cảnh chính là vì muốn kim sĩ thiên bằng được một lần nữa xuất hiện trên thế gian, lấy thực lực của kim sĩ thiên bằng, đủ có thể thống nhất toàn bộ yêu vực. Kim sĩ thiên bằng chỉ trong nháy mắt đã bay lên cao mấy nghìn trượng, bay lượn vòng quanh một trận, sau đó hóa thành một người trung niên chừng hơn 30 tuổi, sau lưng là đôi cánh kim sắc rộng chừng trăm trượng, ánh mắt nhìn cổ thần cực kỳ tàn độc. Ánh mắt cổ thần cũng rơi lại trên người kim sĩ thiên bằng, thoạt nhìn thần tình kim sĩ thiên bằng rất cao ngạo, ánh mắt sắc bén, nhưng sắc mặt hơi trắng, trên trán cũng có một kia thống khổ. Cổ thần hơi chút an tâm, xem ra một kiếm vừa rồi đã tạo thành vết thương không nhỏ với trái tim kia, khiến Kim Sĩ Thiên Bằng bị thương nặng, lúc này Kim Sĩ Thiên Bằng phóng xuất tu vi ra ngoài, cũng chỉ là nguyên thần sơ kỳ. Trái tim hầu như bị bổ ra phân nửa, có thể nói cách cái chết còn một đường tơ mỏng manh, bị như vậy rồi vẫn còn tu vi nguyên thần sơ kỳ, nếu Kim Sĩ Thiên Bằng này không bị thương mà nói, tu vi sẽ cao cường tới chừng nào nữa. Trái tim thụ thương, không thể so với nơi khác, cần phải thời gian rất dài tĩnh dưỡng khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, Kim Sĩ Thiên Bằng không có khả năng khôi phục lại như trước, nhưng ngay cả là như vậy, tu vi nguyên thần sơ kỳ đối với cổ thần vẫn là một đại địch. Cổ thần, tàng thiên cơ, kim sĩ thiên bằng, ba người đứng cách nhau mỗi bên hai nghìn trượng, theo ba phương hướng. Kim sĩ thiên bằng có tu vi cao nhất, nhưng kiếm cương vừa rồi của cổ thần có uy lực cực lớn, kim sĩ thiên bằng cũng phải kiên kỵ. giữa hai người còn có một tàng thiên cơ, thoạt nhìn chỉ có tu vi linh anh trung kỳ, thế nhưng thần tình trên mặt đạm nhiên, đối mặt với cổ thần và kim sĩ thiên bằng không hề thấy cảm giác bất lực, hiển nhiên vẫn còn có con bài chưa lật dựa vào. Trong lúc nhất thời, Kim Sĩ Thiên Bằng nhìn cổ thần và tàng thiên cơ, trong mắt nồng đậm sát khí nhưng vẫn không vội vã động thủ. Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp phiền phức nữa rồi. Cổ thần dùng thần thức truyền âm nói. Với tàng thiên cơ từ lâu đã thành thế không chết không thôi, lại thêm Kim Sĩ Thiên Bằng lâm vào thế nước nửa, tuy nói tàng thiên cơ và Kim Sĩ Thiên Bằng không nhận thức nhau. Một người mốt yêu chỉ có thể là địch không thể là bạn, nhưng hai người đều có cùng địch nhân là cổ thần, ba người đối diện, tự nhiên cổ thần thành bên có hại, hai bên còn lại đều muốn liên thủ tiêu diệt. Không sợ, người tiếp tục cho tàng thiên cơ một cái bạt tai, đánh cho hắn xấu hổ không dám gặp người mới thôi. Tiểu Bạch truyền âm nói, cổ thần cười khổ, truyền âm lại. Lần trước chỉ là bất ngờ, lần này hắn đã có phòng bị, sao có thể dễ dàng bạt tai hắn được. Kim sĩ thiên bằng kia còn là cường địch của ta, tàng thiên cơ là con rán đánh mãi không chết, hai người liên thủ ta không thể địch lại hảo hán không chấp nhặt chạy là thượng sách trong lúc đó tàng thiên cơ lại cười ha ha nói thiên bằng đạo huynh ta cũng với người này có cửu không đội trời chung không chết không ngớt hai người chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn thế nào trên người hắn còn có một bảo vật tên là côn ngô ấn chính là thứ vừa đả thương ngươi trong côn ngô bí cảnh này còn có kiện tiên bảo là như ý linh lung bảo tháp vốn là trọng bảo trong tay bảo tháp thiên vương của thiên đình thái cổ chúng ta đánh chết người này, sau đó dùng bản lãnh mỗi người đi tranh đoạt tiên bảo thượng cổ kia, thế nào? Kim sĩ thiên bằng tuy rằng có tu vi cao hơn, thế nhưng tàng thiên cơ có thái hư tiên đỉnh hộ thể, không có đám người còn sót lại từ thời thượng cổ vậy sẽ không ai tổn thương được hắn, thế nên hắn cũng chẳng đặt kim sĩ thiên bằng vào trong mắt. Cổ thần có thể mạnh mẽ kéo thái hư tiên đỉnh ra khỏi người hắn, đó mới là đại địch của tàng thiên cơ, trong lòng tàng thiên cơ đang sợ hãi, vạn nhất thái hư tiên đỉnh bị cổ thần mạnh mẽ cướp đi, dù hắn có thiên tư tuyệt luân tới đâu, thế nhưng không có thái hư tiên đỉnh hộ thể, chỉ dựa vào tu vi mệnh tuyển cảnh sao dám ngang dọc sương hùng tại cổ hoang. Tàng thiên cơ vừa nói xong, cổ thần đã xoay người, thiểm thiên phong rực vỗ lên, nhất thời hóa thành một đạo điện quang, bỏ chạy phía xa. Hai người kia sớm muộn cũng sẽ đạt thành hiệp nghị, đối phó với định nhân hợp sức, lúc này không bỏ chạy còn đợi đến khi nào. Cổ thần có thiểm thiên phong rực, tốc độ cực nhanh, vượt xa so với tàng thiên cơ, nếu đối thủ quá mạnh mẽ, tự nhiên nghĩ tới câu 36 kế, chạy là thượng sách. Kim sĩ thiên bằng mới thoát ra khỏi phong ấn, đối với tàng thiên cơ cũng không mấy tín nhiệm, tuy rằng bị phong ấn qua vô số thời đại, nhưng trong lòng vẫn biết rõ, tu sĩ nhân tộc là hạng gian trá, vì vậy còn đang do dự chưa xuất thủ với cổ thần, thế nên cổ thần có thể dễ dàng vọt ra khỏi thế kìm kẹp của hai người. Khi cổ thần chạy rồi, hai người lúc này mới kịp phản ứng, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời gật đầu, hóa thành hai đạo độn quang, một trái một phải cách xa nhau hơn hai nghìn trượng, đuổi theo cổ thần. Tàng thiên cơ đi thanh long hoa, có thể đáp bước hư không, một bước có thể đi xa mấy trăm trượng, toàn lực chạy đi còn nhanh hơn tu sĩ mệnh tuyển cảnh bình thường không ít, thế nhưng so với cổ thần vẫn còn kém chút. Cổ thần hiện có tu vi đoạt xá hậu kỳ, pháp lực cao cường, có thể liên tục sử dụng thiểm thiên phong rực đẩy tốc độ lên gần như thuấn di, độn tốc cực nhanh, so với yêu tu đoạt xá hậu kỳ của phong lôi ưng tộc còn nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, độn tốc của cổ thần đã nhanh, độn tốc của kim sĩ thiên bằng còn nhanh hơn. Đôi kim sĩ sau lưng dài đến nghìn trượng, vỗ nhẹ một cái, chỉ trong nháy mắt, kim sĩ thiên bằng liền bay qua khoảng cách bảy tám trăm trượng. Phong lôi ưng tộc có độn tốc vô địch thiên hạ, nhưng đó chỉ là trong tu vi mệnh tuyển cảnh, còn kim sĩ thiên bằng là thần điều thượng cổ, vốn đã rất nổi tiếng với tốc độ cực nhanh từ lâu lắm rồi. Kim sĩ thiên bằng tuy rằng thụ thương nhưng còn có tu vi nguyên thần sơ kỳ, so ra vẫn hơn cổ thần, tốc độ tự nhiên nhanh hơn một ít. Ba đảo độn quang đều bay đi cực nhanh, hai đảo kim mang, một đảo thanh mang, xẹt qua bầu trời với tốc độ như tên bắn, kim mang và thanh mang càng ngày càng xa, thế nhưng hai đảo kim mang lại mỗi lúc một gần. Một lát sau, kim sĩ thiên bằng đã đuổi tới phía sau cổ thần nghìn trượng, đột nhiên búng ra một ngón tay, một cây kim linh nhỏ dài lấy tốc độ cực nhanh xé qua hư không, trong nháy mắt biến mất không còn, lần thứ hai xuất hiện đã tới ngay phía sau cổ thần hơn trăm trượng, chưa tới một nửa sát na sau liền bắn tới phía sau cổ thần ba trượng. Thiểm thiên phong rực nhanh chóng tăng tốc, tuy nhiên cũng chỉ được gần như thuấn di chứ không phải thuấn di thực sự, vẫn cần một chút thời gian bắt đầu, lúc này không còn kịp tránh né, chỉ còn cách phóng ra một kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm để chống đỡ. Một tiếng, đinh, vang lên, ngay cả khi được cổ thần dùng pháp lực thần thức khống chế, pháp bảo phòng ngự trung tâm vẫn bị kim quang cắt thành hai nửa, tuy nhiên thế đi của kim linh đã yếu đi nhiều, cổ thần dùng hai ngón tay kẹp lấy, dĩ nhiên đây là một chiếc lông mao của kim sĩ thiên bằng. Trên người cổ thần tuy rằng có không ít pháp bảo trung phẩm, nhưng pháp bảo thượng phẩm cũng không nhiều, trong lúc đối địch, pháp bảo có vai trò rất quan trọng, bị cây kim linh này làm lỡ chút thời gian, kim sĩ thiên bằng đã đuổi lại gần mấy trăm trượng. Kim sĩ thiên bằng há miệng, phun ra một đảo kim quang, sau đó kim quang hóa thành một thanh lợi kiếm lóng lánh tàn mát ra kim quang vạn trượng chợt lóe qua khoảng cách mấy trăm trượng chém về phía cổ thần ánh mắt cổ thần ngưng trọng thanh lợi kiếm kim quang này có lực công kích cực mạnh không hề yếu hơn pháp bảo phi kiếm cực phẩm cổ thần không dám phóng ra côn ngô ấn sợ rằng sẽ bị lợi kiếm kim quang kia gây tổn hại hư thiên lệnh đã vỡ tan cổ thần còn chưa kịp luyện lại lực phòng ngự của nó hiện không hơn được bao nhiêu so với pháp bảo trung phẩm nếu tiếp tục sử dụng chắc chắn sẽ bị lợi kiếm kim quang kia bổ thành từng mảnh nhỏ hai tay đột nhiên lóe lên bóng đen chỉ còn lại một đôi quyền sáo là pháp bảo thượng phẩm đeo lên tay nơi mi tâm lại lóe lên quang mang trong khoảnh khắc ba kiện pháp bảo trung phẩm bay ra đón lấy lợi kiếm kim quang kia rắc 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 dù có pháp lực thần thức cổ thần khống chế nhưng mũi kim mang kia tựa như mũi tên phá trúc trong nháy mắt cả ba kiện pháp bảo trung phẩm đều bị chém thành từng mảnh nhỏ bị phá hủy hoàn toàn. Kim mang vẫn tỏa ra quang mang vạn trượng như trước, bắn thẳng về phía cổ thần. Lúc này, thân thể cổ thần ngưng lại, đột nhiên đánh ra một quyền, một đạo quyền cương màu đen dài tới 10 trượng trong nháy mắt tuột khỏi tay. Quyền cương mặc dù nhỏ nhưng là một quyền ngưng tụ tinh hoa của cổ thần, luận lực công kích, quyền cương 10 trượng không thể uy mãnh bằng so với nghìn trượng, nhưng luận về trình độ cứng rắn, nếu quyền cương nghìn trượng có thể cứng rắn như pháp bảo phòng ngự hạ phẩm thì quyền cương mười trượng này còn cứng rắn hơn gấp trăm lần ngang với pháp bảo phòng ngự thượng phẩm keng trong nháy mắt quyền cương màu đen và mũi kim mang va chạm với nhau một tiếng nổ lớn vang lên quyền cương mười trượng nhất thời bị mũi kim mang đâm xuyên qua thành một lỗ rộng ba tấc sau đó mũi kim mang tiếp tục bắn về phía cổ thần một lần va chạm quyền cương của cổ thần liền bị mũi kim mang xuyên thủng có điều ngay sau đó khi thế mũi kim mang đã giảm đi rất nhiều cổ thần đánh ra hai quyền hắc hổ quyền đánh lên trên mũi kim mang mũi kim mang lập tức tắt hẳn lộ ra một thanh đoàn nhận kim sắc bay ngược trở lại kim sĩ thiên bằng kim sĩ thiên bằng há miệng đoàn nhận kim sắc kia liền chui vào bên trong biến mất không còn thấy nữa khoảng cách hai người đã được thu lại gần trăm trượng tàng thiên cơ ở phía xa mấy nghìn trượng đang nhanh chóng lao tới đoàn nhận kim sắc vừa mới đi vào trong miệng hai cánh kim sĩ thiên bằng đột nhiên chấn động vô số kim linh từ trên hai cánh bắn ra phải tới vạn chiếc không chừng phủ kín trong vòng phạm vi nghìn trượng tựa như mưa tên bắn về phía cổ thần kim sĩ thiên bằng cười ha ha nói tại trước mặt bộ tộc kim bằng ta cũng dám mơ chạy trốn thực không biết tự lượng sức mình chịu chết đi hàng nghìn hàng vạn kim linh đâm ngang xuyên dọc ập về phía cổ thần như phát thiên cái địa tàng thiên cơ ở ngoài ba nghìn trượng thấy cổ thần rơi vào khốn cục, sắc mặt vui vẻ, nhịn không được kêu lên một tiếng thư sướng, đẩy nhanh đoạn tốc bay đi, cổ thần sắp chết, hắn cũng muốn góp thêm một đao. Trong phạm vi nhìn trượng đều bị kim linh bao phủ, cổ thần không thể tránh né. Đột nhiên thân thể cổ thần phát ra kim quang vạn trượng, trong nháy mắt hóa thân thành cự long màu vàng, bốn cự trào màu vàng như bay, thân thể co lại, đuôi rồng đảo qua, thổi qua thành một trận gió xoáy từ dưới đất dựng lên, cao tới mấy nghìn trượng toàn bộ kim linh đều bị gió xoáy thổi vào trong, sau khi xuyên được qua gió xoáy thì tốc độ đã chậm đi nhiều, bắn lên trên long lân đều bị văng ngược trở lại, cổ thần không hề bị thương. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, thiểm thiên phong rực mở rộng thành trăm trượng, vỗ mạnh, kim sắc cự long trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài xa nghìn trượng, tiếp tục bỏ chạy. Cổ thần hóa thân thành kim long hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của kim sĩ sí thiên bằng. Kim linh khắp bầu trời giống như mưa tên, tu sĩ dưới nguyên thần kỳ nếu không có pháp bảo phòng ngự cực phẩm không thể chống lại, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng thật không ngờ, cổ thần sau khi hóa thân thành kim long có được tu vi nguyên thần kỳ, thực lực tăng mạnh, không hề kém hơn so với kim sĩ thiên băng, đánh nhau một trận còn chưa biết bại về tay ai. Tiếc một nỗi có tàng thiên cơ đuổi theo phía sau, bằng không cổ thần cũng không phải bỏ chạy như vậy mà ở lại đại chiến 300 hiệp với kim sĩ thiên băng tới người sống ta chết mới thôi. Tàng thiên cơ và kim sĩ thiên bằng, nếu chỉ một đối một, cổ thần không sợ người nào, thế nhưng một đối hai, cổ thần tự biết sức mình, không muốn ăn thiệt thì chạy cho nhanh. Lúc này cổ thần hóa thân thành kim long, tu vi sánh ngang nguyên thần sơ kỳ, thiểm thiên phong rực gắn trên lưng kim long, độn tốc cực nhanh, hơn hẳn so với trạng thái hình người. Kim sĩ thiên bằng cũng lập tức giang cánh đuổi theo, nhưng lại phát hiện một điểm, độn tốc cổ thần lúc này dĩ nhiên không hề chậm hơn so với hắn. Cổ thần hóa rồng, bình thường đã có thể bay lượn khắp trời tốc độ vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới lại thêm thiểm thiên phong dực cùng có tu vi nguyên thần sơ kỳ độn tốc vượt qua kim sĩ thiên bằng cũng không có gì lạ mắt thấy cổ thần sắp rơi vào khốn cảnh tàng thiên cơ vừa mới đi tới hơn nghìn trượng trong trước mắt cổ thần đột nhiên hóa thân thành kim long hóa giải toàn bộ nguy cơ ngay sau đó cổ thần liền biến mớ rồi xuất hiện ở ngoài xa nghìn trượng trong mắt tàng thiên cơ hoảng hốt thực lực cổ thần quá mạnh thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Thiểm thiên phong rực mở rộng trên lưng cự long, đây hẳn là trường hợp đầu tiên xuất hiện từ cổ trí kim, độn tốc cực nhanh, tựa như một viên lưu tinh xẹt qua chân trời. Kim sĩ thiên bằng mặc dù liên tục bám đuổi phía sau, thế nhưng khoảng cách với cổ thần càng lúc càng lớn, dần dần từ một nghìn trượng kéo tới hai nghìn trượng. Ba nghìn trượng Thiểm thiên phong rực đột nhiên mở rộng thành trăm trượng, cổ thần liên tục sử dụng mấy lần công năng thuấn di, lấy tốc độ cực nhanh lao đi, không lâu sau cổ thần đã bỏ lại kim sĩ thiên bằng tại phía sau vài nghìn trượng kim sĩ thiên bằng còn bị như vậy càng đừng nói tới tàng thiên cơ đã bị bỏ lại quá xa tiểu bạch nấp bên trong long lân nhìn khoảng cách với kim sĩ thiên bằng đang dần được kéo xa cười nói cổ thần ngay cả tốc độ của thần điều thiên bằng cũng không đuổi kịp được ngươi độn tốc của ngươi thực sự quá nhanh rồi cổ thần cười nói hắc hắc xem ra ký hiệu nơi trung tâm địa đồ không nhất định là bảo bối, cũng có thể là một tên yêu ma quỷ quái, may mà trước đó đã đánh trọng thương trái tim của thiên bằng, bằng không mà nói, trong thời gian một năm lưu lại bên trong côn ngô bí cảnh, chẳng phải mặc nó muốn làm gì thì làm sao. Đáng tiếc thật, ta còn tưởng rằng có bảo bối gì tốt cơ, ha ha. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại là một trái tim thật lớn. Tiểu Bạch thở dài nói. May mà mấy người sư phụ không có đi theo, bằng không quá nguy hiểm rồi, vẫn là sư phụ suy nghĩ chu đáo. Cổ thần thở dài một tiếng. Cổ thần phóng côn ngô ấn ra, nhìn địa đồ thảo nguyên bên trên côn ngô ấn, tại chỗ ngoài cùng theo hướng đông lại có biến hóa, côn ngô ấn lập tức chuyển sang mặt tiếp theo. Phần địa đồ này không phải rừng rậm, cũng không phải thảo nguyên mà là một thung lũng sâu, bên dưới có dòng suối, cũng có cả hồ nước. Cổ thần đẩy độn tốc lên mức nhanh nhất rồi bay về hướng đông, khoảng cách với kim sĩ thiên bằng ngày càng xa, qua hơn một canh giờ, cổ thần đã phi độn qua mấy vạn dặm Đi tới đầu cùng của Thảo Nguyên. Kim sĩ thiên bằng ở phía sau đã bị bỏ lại mấy nghìn dặm từ lâu, chỉ còn nhìn được một chấm sáng kim sắc, về phần tàng thiên cơ thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Tới đầu cùng của Thảo Nguyên là một mảnh hoang dã, có không ít địa phương, trong phạm vi hơn 10 dặm hay trăm dặm đều không có một ngọn cỏ, hoàn toàn là một mảnh hoang vu. Thấy kim sĩ thiên bằng còn đang đuổi theo không bỏ, cổ thần không dừng lại, độn tốc càng không giảm, tiếp tục phi độn về phía trước. Bay được hơn nghìn dặm trong khu vực hoang dã, điểm sáng trên địa đồ côn ngô ấn đã chuyển từ thảo nguyên sang mặt tiếp theo. Điểm sáng trên côn ngô ấn vừa xuất hiện tại đầu địa đồ vùng hoang dã, phía đông bắc lập tức xuất hiện một chỗ trống. Tiểu Bạch thấy thế cười nói. Ha ha, lại có một chỗ trống, không biết nơi này có bảo vật hay quái vật gì đây. Ánh mắt cổ thần rơi xuống trên chỗ trống, chỗ này tựa hồ có phần sáng sủa hơn trước cổ thần nói mặc kệ là bảo bối hay là quái vật ta đều phải tới nhìn xem nếu mỗi mặt địa đồ đều có một chỗ trống này tiên bảo như ý linh lung bảo tháp khẳng định sẽ nằm tại một trong bốn điểm này từ những chỗ trống trên địa đồ trong rừng quỷ và thảo nguyên không có như vậy như ý linh lung bảo tháp sẽ nằm tại vùng đồi núi hoang vu này hay tại mảnh địa đồ phủ đầy mây mù cuối cùng kia ừ đi tới xem thôi là bảo bối thì thu lấy là quái vật, đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy, ha ha. Tiểu Bạch cười lên ha hả. Cổ thần gật đầu, chuyển sang hướng đông bắc phi độn nhanh đi. Một lúc lâu sau, cổ thần lại bay về phía trước được mấy vạn dặm, kim sĩ thiên bằng đã bị cổ thần bỏ xa gần vạn dặm, mắt không còn nhìn được độn quang phía sau nữa rồi. Không nhìn thấy độn quang của kim sĩ thiên bằng không có nghĩa rằng hắn đã ngừng đuổi theo, độn tốc cổ thần vẫn không giảm, tiếp tục lao về phía trước nhìn điểm sáng di động trên côn ngô ấn, cổ thần cả kinh nói. Mặt địa đồ này còn lớn hơn cả thảo nguyên và rừng quỷ, bay được mấy vạn dặm dĩ nhiên mới chỉ được một phần ba địa đồ, tính ra vùng núi hoang vu này phải rộng tới hơn 10 vạn dặm. Lớn như vậy sao? Phía trước kia không biết sẽ là bảo bối hay quái vật gì lợi hại đây? Tiểu Bạch cả kinh nói. Cổ thần cười hắc hắc, nói. Coi như là đầm rồng hang hổ, ta cũng vẫn tới xem một phen. Tiểu Bạch gật đầu, chuyển ánh mắt nhìn xuống mặt đất phía dưới, hỏi. Bên trong côn ngô bí cảnh lớn như vậy, phạm vi hơn 10 vạn dặm cũng có không ít cây cối, tại sao không hề thấy loài động vật nào sinh sống? Ý, đang nói, tiểu bạch đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Thấy cái gì sao? Cổ thần hỏi. Không phải. Tiểu bạch kinh ngạc nói. Địa phương này, ta cảm giác thấy rất quen thuộc, tựa như ta đã từng tới nơi này vậy. Cảm giác thật kỳ quái, ta từ lúc sinh ra đã sinh hoạt tại Linh Phủ Sơn, sau đó liền đi theo ngươi, thế nào lại có cảm giác quen thuộc ở bên trong côn ngô bí cảnh này được. Trong lòng cổ thần chấn động, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu bạch cũng như hắn được sống lại một cách thần kỳ, có điều bị quên đi trí nhớ tiếp trước. Thật là kỳ quái. Tiểu bạch nhìn quét khắp nơi, thanh âm vẫn kinh ngạc như trước, nói. Tuy rằng ta nghĩ không ra nhưng cảm giác vẫn rất quen thuộc. Nếu như đi tiếp về phía trước hơn nghìn dặm sẽ gặp được một hồ nước cổ thần nhìn về phía trước, tuy rằng đường nhìn khá xa nhưng tại địa phương nhìn dặm phía trước toàn bộ đều là núi non trùng điệp, căn bản không nhìn ra chút bóng dáng của hồ nước nào, có thể thấy được tiểu bạch nói ra hoàn toàn dựa vào trí nhớ. Không lâu sau, cổ thần liền phi độn về phía trước hơn nghìn dặm, chỉ thấy trong phạm vi nghìn dặm, tại dưới chân những ngọn núi cao chọc trời đều có một đầm nước, mỗi đầm nước đều có diện tích không lớn, thế nhưng liên miên không dứt, hơn nữa còn có một vài đầm có mặt nước rộng tới trăm dặm đúng như lời Tiểu Bạch nói, nơi này quả nhiên là một mảnh hồ nước, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mà thôi. Tiểu Bạch, nàng thử suy nghĩ lại xem, có nhớ được thêm chút gì không? Cổ thần hỏi, Tiểu Bạch không rõ lai lịch thế nào, nói không chừng nơi này lại có quan hệ với thân thế của Tiểu Bạch. Ừ, Tiểu Bạch gật đầu, cao mày nhìn bố phía, chờ cổ thần bay tiếp được gần vạn dặm, Tiểu Bạch đột nhiên nói. Đi về phía trước ba nghìn dặm, bên trái có một thung lũng rộng chừng nghìn dặm, cây cỏ bên trong sung xuê xanh tốt, phong cảnh cực đẹp. Đi xem, cổ thần chuyển hướng phi độn, bay về phía bên trái. Nơi này có một tòa núi thật lớn, che kín tầm nhìn phía trước, không lâu sau, cổ thần đã bay qua 3.000 dặm, vượt qua tòa núi lớn này. Mặt đất đột nhiên hạ thấp xuống nghìn trượng, vô cùng rộng rãi. trong phạm vi nghìn dặm, bốn phía thung lũng đều có núi cao vây kín chung quanh, chỉ còn lại một lối ra tại phía đông bắc chừng hơn trăm dặm. Địa hình nơi này đúng y như lời tiểu bạch miêu tả, nhưng cảnh sắc lại khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ phạm vi nhìn rằm của thung lũng đều là một cảnh hoang vu, có một vài chỗ mọc lưa thưa mấy gốc cỏ dại, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hoa cỏ sung xuê, đa dạng sắc màu như lời tiểu bạch. Khắp mặt đất đều ngang dọc như vết khô nứt, có những chỗ thậm chí còn không có nổi một gốc cỏ dại. Quan trọng nhất chính là, toàn bộ thung lũng đều là đất đỏ khô cằn, nhìn qua ngược lại còn có vài phần yêu dị, một mảnh hoang vắng như vậy sao có thể dùng từ cực đẹp miêu tả đây? cổ thần dừng lại tại hơn nghìn trượng trên bầu trời thung lũng, nói: đúng là thung lũng này rồi tiểu bạch có điều cảnh sắc. tiểu bạch nhìn mặt đất phía dưới, ánh mắt nghi hoặc nói: thực kỳ quái, ta nhớ cái nơi đây dường như không hoang vắng như vậy. xuống phía dưới nhìn một chút, cổ thần nói, sau đó hóa thành hình người, đạp chân trên phi kiếm, hạ xuống độ cao còn trăm trượng tiểu bạch hóa thành hình người mở ra thiểm thiên phong dực thân hình ngưng tại một bên từ màu sắc trên mặt đất có thể thấy được càng đi về phía bắc màu đất sẽ càng hồng nhìn về phía xa xa tại đầu cùng phương bắc trong dãy núi trải dài liên miên có một tòa sơn cốc thật lớn bên ngoài sơn cốc có không ít những thứ màu trắng vương vãi đầy trên mặt đất hồng nhìn rất bắt mắt cổ thần tập trung pháp lực vào hai hi mắt vừa định thần nhìn nói thật nhiều xương một ít là xương của yêu thu cũng có một ít xương là của tu sĩ nhân tộc, tới đó xem. Càng tới gần Sơn Cốc, xương trắng càng nhiều, lẽ nào nơi đây từng có một trận đại chiến giữa yêu tộc và tu sĩ nhân tộc. Đang lúc nói chuyện, cổ thần và tiểu Bạch đang phi độn rất nhanh về phía bắc. Khoảng cách tới Sơn Cốc kia còn trăm dặm, trên mặt đất hồng liền thấy lác đác những mẩu xương trắng xuất hiện. Càng đi lại gần Sơn Cốc, xương trắng càng nhiều, đến cửa cốc, cứ mỗi 10 trượng lại có một bộ khung xương xuất hiện đó là cổ thần nhìn sang chân núi phía bên phải lối đi có một bộ khung xương dài đến hai nghìn trượng cả kinh nói long cốt long cốt dài hơn hai nghìn trượng chủ nhân của nó khi còn sống tu vi chỉ ít cũng là minh tuyển cảnh minh khiếu kỳ tu sĩ long tộc ở cùng cảnh giới chính là tồn tại mạnh nhất long cốt hơn hai nghìn trượng chỉ ít toàn thân đã mở hết khiếu huyệt nghĩa là tu vi đã tới minh khiếu hậu kỳ tu sĩ Long tộc Minh khiêu hậu kỳ chính là tồn tại vô địch dưới độ hư cảnh, thế nhưng số phận cuối cùng cũng thành xương trắng như vô số những bộ xương xung quanh, có thể nghĩ được nơi này đã từng phát sinh chiến đấu thảm liệt tới chừng nào. Nhìn màu đất đỏ tươi trong phạm vi nhìn dặm, trong lòng cổ thần đột nhiên khẽ động, sắc mặt cả kinh, thầm nghĩ. Mảnh đất rộng hơn nhìn dặm này, không phải vì máu tươi nhuộm thành đỏ rồi trở thành quái dị như vậy chứ. Cổ thần cẩn thận kiểm tra bộ khung xương cự long dài hơn 2.000 trượng, tìm được nguyên nhân cái chết của cự long, bộ xương cốt chỉ tới cổ là hết, xương sọ lớn tới trăm trượng lại nằm ở cách đó ngoài mười trượng. Có thể tưởng tượng đưa, cự long là bị người ta trong nháy mắt chặt đứt đầu, nghĩ tới đây, sau gáy cổ thần mát lạnh, một đầu cự long minh khiếu hậu kỳ dĩ nhiên bị người ta chặt đứt đầu trong nháy mắt, vậy tu vi của người chặt đầu cự long này, ít nhất cũng phải là độ hư cảnh. Cổ thần đặt tay lên khung xương cự long, trong lòng tràn đầy chấn động, đây là một hồi chiến đấu thảm liệt cỡ nào dĩ nhiên ngay cả cự long minh khiếu kỳ cũng phải mất mạng. Quét mắt nhìn những xương trắng dài rác khắp xung qua, trong lòng cổ thần thầm than, một ít khung xương nhân tộc tuy rằng nhỏ, thế nhưng có thể xuất hiện ngay cạnh khung xương cự long này, nói vậy chủ nhân của chúng, tất nhiên đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, tu vi tuyệt đối không thấp. Nhìn lại phía tiểu bạch, chỉ thấy hai mắt tiểu bạch còn nguyên vẻ kinh ngạc nhìn mọi thứ trong cố, cũng không nhúc nhích, thần tình không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ đang thẫn thờ rơi vào trong huyễn tưởng. Tiểu Bạch. Cổ thần đi tới bên cạnh Tiểu Bạch, vỗ vỗ cánh tay nàng. Thần sắc Tiểu Bạch cả kinh, phục hồi lại tinh thần, nhìn Cổ thần nói: "Ta vừa nhìn thấy, khắp bầu trời nơi này là những pháp bảo bay lượn, vô số cương mang pháp lực, vô số tu sĩ giao tranh từ trên trời xuống dưới đất, tiếng chém giết vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, thỉnh thoảng lại có tu sĩ bị pháp bảo bổ trúng, tứ chi bay loạn, máu tươi phủ đầy mặt đất, tích lại thành sông chảy lan đi khắp nơi." quả thực giống như địa ngục trần gian thấy tiểu bạch đang lúc nói chuyện sắc mặt trở nên trắng bệch hiển nhiên vừa tỉnh lại trong ảo giác thần hồn vẫn còn ảo tượng nhưng cổ thần có thể khẳng định tình huống nơi này khí đó còn thảm liệt hơn so với lời miêu tả của tiểu bạch bằng không đã không có nhiều xương cốt tới như vậy máu chảy thành sông chỉ sợ đã tích tụ thành biển bằng không thung lũng với phạm vi nghìn dặm này vì sao lại chuyển thành màu đất đỏ càng đi vào trong sơn cốc màu đất càng trở nên đỏ tươi đừng sợ, có ta ở đây. Thấy tiểu bạch còn chưa hết sợ hãi, cổ thần cầm lấy tay nàng an ủi. Ừ, may là có ngươi, nếu như một mình ta ở đây đã bị hù chết rồi. Tiểu bạch nhích lại gần, ôm lấy cánh tay cổ thần. Ánh mắt cổ thần nhìn về phía trong sơn cốc, nói. Bên ngoài sơn cốc đã có nhiều xương trắng như vậy, chúng ta thử đi vào bên trong xem sao. Tiểu bạch gật đầu, ôm tay cổ thần, hai người cùng đi vào bên trong cốc đường vào sơn cốc là một hạp cố uốn lượn, nhìn không thấy đầu cùng, thỉnh thoảng lại có khung xương trắng xuất hiện, địa hình hạp cốc chật hẹp, số lượng khung xương cũng ít hơn so với bên ngoài một chút. Cả hạp cốc chỉ dài hơn một dặm, cổ thần và tiểu bạch đạp bước như bay, rất nhanh đã đi hết hạp cốc, vào tới bên trong sơn cốc. Bên trong cốc là những khối cự thạch san sát, gò đất nối tiếp nhau, dài chừng hơn 10 dặm, rộng cỡ 3 dặm. Vừa vào cốc, một bộ khung xương thật lớn liền hấp dẫn ánh mắt của thần và tiểu bạch. Bộ khung xương này cao tới hơn 20 trượng, dài đến trăm trượng, chỉ có một chân, hoàn toàn là một đầu cự thú. Cổ thần quan sát bộ khung xương này, nói, đây là hoang thú quỷ nghiêu, quỷ nghiêu lớn như vậy, sợ rằng tu vi chỉ cũng là nguyên thần kỳ, thậm chí có thể là minh khiếu kỳ. Nói xong, cổ thần lắc đầu, than thở. Đáng tiếc, khung xương quỷ nghiêu này đã nằm phơi quá nghìn năm, linh tính mất hết, nếu ta có được một bộ khung xương lớn như này của quỷ nghiêu mới chết, dùng bầy ra hoang cốt chu yêu trận, tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng có thể tiêu diệt. Bên trên vách cốc có vô số những vết sách dài, có thể nghĩ được, những khối cự thạch san sát trong cốc đều là cự thạch từ trên vách cốc sụp đổ xuống, khối lớn thì mấy trăm trượng, khối nhỏ cũng hơn 10 trượng, hẳn đây là những vết tích lưu lại sau cuộc đại chiến. Phía trước xuất hiện một khối cự thạch trăm trượng che khuất tầm nhìn, bên cạnh cự thạch có một bộ khung xương hơn 10 trượng, hình dạng giống như một chiếc đuôi. Đây cũng là khung xương một đầu hoang thú. Cổ thần kinh hãi thốt lên một câu, tiếp tục đi về phía trước cùng với Tiểu Bạch. Đi tới bên cạnh cự thạch trăm trượng kia, cổ thần đưa tay chạm vào khung xương, nói: "Đây là khung xương hoang thú cự cầu, nhìn chất liệu xương, cự cầu này chắc hẳn sống quá nghìn năm, thể tích hẳn là không nhỏ. Có điều cũng không thể lớn bằng khung xương cự long bên ngoài cửa cốc." Tiểu Bạch cảm khái nói: cổ thần đứng dậy nói không thể phán đoán như vậy được đi tiếp về phía trước tất cả sẽ sáng tỏ bốn phía xung quanh đều không thiếu xương trắng nằm rải rác giống như một ít khung xương tu sĩ nhân tộc từ những bộ xương trắng này không thể phán đoán được tu vi chủ nhân của chúng lúc còn sống cổ thần tiếp tục đi dọc theo khung xương đuôi của hoang thú cự cầu đi về phía trước đi thêm được trăm trượng liền thấy được chuyển biến chậm rãi vượt qua khối cự thạch trăm trượng tầm nhìn trở nên tương đối chống trả bộ khung xương cự cầu cũng lớn dần lên, từ lúc ban đầu chỉ có mấy trượng lớn dần lên thành khổ hơn 10 trượng, trăm trượng. Tiếp tục đi về phía trước chừng hơn nghìn trượng, thẳng đến khi tầm nhìn bị chặn lại, khung xương cự cầu này vẫn chưa tới đầu cùng. Hai người nhìn khung xương thật lớn này, mắt mở chừng ngây ngốc, chỉ một thân thể lớn hơn trăm trượng đã giống với một tòa núi nhỏ rồi, khung xương cự cầu này dĩ nhiên còn lớn hơn rất nhiều so với khung xương cự long bên ngoài cửa cốc. Tuy rằng còn chưa thấy được đầu cùng của khung xương cự cầu, nhưng đi tới đây hai người liền có thể thấy rõ được điều này. Cổ thần không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, cả kinh nói: "Đầu cự cầu này chỉ sợ đã bước vào độ hư cảnh, trở thành tiên thú rồi." Tiểu Bạch kinh ngạc mở tròn hai mắt, không thể tưởng tượng được nói. "Tiên thú? Lẽ nào tiên thú còn bị người khác giết hay sao? Tu vi độ hư cảnh đó a, à. cấp bậc này chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Đại Lục Cổ Hoang." dù là bậc đế quân của bốn đại đế đình cũng không có được tu vi độ hư cảnh, thế nhưng tại nơi này dĩ nhiên lại có thi thể một đầu tiên thú độ hư cảnh. Mang theo cõi lòng đầy áp chấn động, hai người không ngừng cước bộ, dọc theo khung xương cự cầu tiếp tục đi về phía trước, với kích thước thân thể hai người, so ra không bằng một gióng xương cự cầu, đi dưới bộ khung xương khổng lồ này, thật không biết tưởng tượng người có thể giết chết đầu cự cầu này có tu vi kinh thế hãi tục đến chừng nào. Đi về phía trước thêm hơn nghìn trượng, Khung xương cự cầu đột nhiên bị gián đoạn, phía trước lại xuất hiện thêm một khối cự thạch trăm trượng chắn mất tầm nhìn, không thấy được đoạn tiếp theo của khung xương cự cầu. Đi tới chỗ đầu cùng khung xương, cổ thần cẩn thận quan sát, chỉ thấy đầu cùng khung xương có dạng tròn nhẵn, đây chính là chỗ bị người ta chém một nhát thành hai đoạn. Thân thể có kích thước cả trăm trượng, cư nhiên có thể chém một nhát đứt lìa, vậy người ra tay phải là một cường giả tuyệt thế, tu vi siêu cường khiến người người chấn động ánh mắt cổ thần nhìn quét khắp chung quanh cốc thấy rất nhiều khung xương trắng trải rộng trong cốc cổ thần than thở chỉ khung xương cự cầu đã đủ chấn động trong cốc có vô số khắc xương khác nói không chừng toàn là những tuyệt thế cường giả độ hư cảnh những khung xương này nằm đây bất quá mới chỉ hơn nghìn năm nếu ta đoán không sai trận chiến nơi này khẳng định có liên quan tới trận chiến hơn nghìn năm trước của ba tộc nhân vu yêu cũng có thể nơi đây là một phần chiến trường cũng chỉ có đại chiến quy mô lớn mới dễ dàng khiến những tu sĩ độ hư cảnh ngã xuống như vậy. Giữa ba tộc nhân, vu, yêu vì sao lại có cựu hận lớn như vậy? Cổ thần, nếu ngày sau lại xảy ra đại chiến ba tộc, ta là yêu tộc, ngươi còn đối xử với ta như vậy được chứ? Tiểu Bạch hỏi. Cổ thần kéo tay Tiểu Bạch, nói. Nếu là bằng hữu của cổ thần, mặc kệ là yêu tộc hay vu tộc, ta sẽ cùng sống cùng chết với hắn. Còn nếu là địch nhân của cổ thần ta, Mặc kệ hắn có cùng dòng họ, hoặc là đệ tử đồng môn, cũng như bất luận một tu sĩ nhân tộc nào khác, ta sẽ không đội trời chung với hắn. Tiểu Bạch, chỉ cần ta còn trên đời này một ngày, sẽ dùng tấm lòng chân thành đối đãi với ngươi, vĩnh viễn không lừa dối, tuyệt không để ngươi bị người khác khi dễ. Thật vậy chăng? Trong ánh mắt Tiểu Bạch tràn đầy ấm áp. Tuyệt không hư ngôn. Cổ Thần gật đầu khẳng định. Tiểu Bạch cười vui vẻ, dạng rỡ nhìn Cổ Thần, nói: ngươi tạm thời nhắm mắt lại để làm gì cổ thần hỏi ngươi cứ nhắm mắt lại đi đã tiểu bạch sẵn giọng cổ thần nhắm hai mắt lại đang muốn hỏi xem tiểu bạch muốn làm gì đột nhiên đôi môi thoáng cảm giác ấm áp trong lòng cổ thần vừa động mở hai mắt ra tiểu bạch đã rời môi đi vẻ mặt đỏ ửng bất quá cũng không xấu hổ hai mắt mở tròn rất mới lạ nhìn cổ thần nói thật thoải mái hành động lớn mật của tiểu bạch hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cổ thần hắn chẳng bao giờ nghĩ tới mình và tiểu bạch sẽ phát sinh tình cảm gì thế nhưng lúc này trong lòng cỏ thần lại tràn ngập cảm giác thư sướng nhìn không được liếm liếm môi bất quá trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh hư tử uyên khiến xúc động trong lòng cổ thần lạnh đi không ít nói nàng còn nhỏ giữa nam nữ không thể làm loạn sau này phải chú ý tiểu bạch cắn môi gật đầu trong mắt tràn đầy ý mừng bộ dáng nào có được nửa phần thụ giáo việc này không tiện nhiều lời cổ thần chuyển ánh mắt tới một chiếc bao nhỏ bên cạnh nói a à, một kiện pháp bảo tiểu bạch nhìn theo ánh mắt cổ thần quả nhiên có một thanh phi kiếm màu hồng lộ ra nửa đoạn lẫn vào với màu đỏ hồng của đất nếu không quan sát cẩn thận rất khó phát hiện ra đột nhiên xuất hiện pháp bảo đã thành công chuyển rời lực chú ý của hai người đi tới gần cổ thần trảo vào hư không phóng ra cương khí pháp lực hóa thành một bàn tay chộp lên trên thanh phi kiếm kéo ra ngoài thanh phi kiếm mày hồng là một kiện pháp bảo hạ phẩm, bình thường vô cùng, cổ thần liền ném nó qua một bên, thế nhưng, ánh mắt hắn càng kinh ngạc, chỗ thanh phi kiếm màu hồng vừa bị kéo lên lại để lộ ra vài kiện pháp bảo khác. À, bên trong hố này có không ít pháp bảo. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Cổ thần thấy vậy, lập tức đánh ra một quyền, một đạo quyền cương cỡ mười trượng đánh xuống mặt đất làm lộ ra một đống lớn pháp bảo ngay trước mặt hai người. Tiểu Bạch nhất thời hoan hô lên. Wow. Pháp bảo nhiều như vậy à. Bên trong hố đất này quả thực là một bảo khố, có rất nhiều pháp bảo xếp trồng chất tại chỗ này, nhìn thoáng qua cũng thấy được đến chừng hơn trăm kiện. Phi kiếm, trường kiếm, trường kích, gương đồng, viêm hoàn, thanh đăng, phi trào. Vân vân, đủ các loại kiểu dáng đều có cả. Thấy có không ít pháp bảo bị vùi lấp trong lòng đất, cổ thần liên tục đánh ra vài quyền, đào đạo quyền cương xuất hiện, đào hết toàn bộ pháp bảo trong lòng đất lên, hiện ra trước mắt hai người đơn giản mà tính, những pháp bảo này có chừng sáu bảy trăm kiện. Thật nhiều pháp bảo, cổ thần không nhịn được ca thán lên. Tiểu Bạch nói, nơi này có nhiều tu sĩ chiến đấu, mặt đất không thấy có một kiện pháp bảo nào hoàn chỉnh, những pháp bảo này khẳng định có người gom nhặt lại, chôn giấu tại chỗ này. Những pháp bảo này tới chừng sáu bảy trăm kiện, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm, pháp bảo thượng phẩm tuy có nhưng không nhiều, pháp bảo cực phẩm thì không thấy một kiện nào cổ thần gật đầu nói nơi này ngay cả tiên thú độ hư cảnh cũng bị ngã xuống phát bảo được chúng tu sĩ vận dụng chiến đấu tại nơi này hẳn có không ít là cực phẩm thậm chí còn có cả tiên bảo nhưng trong số phát bảo này lại không thấy một kiện pháp bảo cực phẩm nào càng đừng nói tới tiên bảo hiển nhiên người vùi lấp đống pháp bảo này không thèm chú ý tới phát bảo thượng phẩm còn lại toàn bộ pháp bảo cực phẩm hay tiên bảo đã bị thu đi rồi tuy nói không có phát bảo cực phẩm nhưng ngữ khí cổ thần vẫn rất hưng phấn phát bảo hạ phẩm trung phẩm không nói, nhưng pháp bảo thượng phẩm đối với hắn lại rất có tác dụng, nơi này có chừng 5 60 kiện pháp bảo thượng phẩm, mặc kệ là pháp bảo phòng ngự hay công kích, đều có đủ các loại kiểu dáng. Hai tay cổ thần không ngừng bắn ra cương khí pháp lực về phía trước, hóa thành những bàn tay khổng lồ nhặt ra từng kiện từng kiện pháp bảo thượng phẩm, cổ thần cũng không chê ít, đều lấy đi hết toàn bộ. Chọn ra vài món pháp bảo phòng ngự và công kích đưa cho tiểu bạch dùng làm phòng thân và ngăn địch, còn lại toàn bộ pháp bảo thượng phẩm đều bị cổ thần thu vào trong càn khôn trạc những pháp bảo này không có người sử dụng qua thời gian hơn nghìn năm dấu vết pháp lực do chủ nhân cũ lưu lại bên trong đã hao mòn từ lâu trở thành vật vô chủ chỉ cần hạ xuống dấu vết pháp lực liền có thể sử dụng toàn bộ công năng của những pháp bảo này về phần pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm cổ thần lại tung quyền liên tục nện xuống dưới mặt đất đào thành một hố lớn sau đó trôn xuống cả một đống lớn đám pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm có nhiều pháp bảo thượng phẩm như vậy, cổ thần nhìn số pháp bảo hạ phẩm và trung phẩm rất chướng mắt. Thu hoạch được mấy chục kiện pháp bảo thượng phẩm, trong lòng cổ thần và tiểu bạch đều hưng phấn, hai người tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm bên trong sơn cốc. Vượt qua khối đá hơn trăm trượng trước mặt, khung xương cự cầu lại xuất hiện trước mặt hai người, dọc theo khung xương cự cầu, hai người đi tiếp lên chỗ đầu cùng, nơi đây cũng là đầu cùng sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc dài chừng 10 dặm, đại khái chừng 3.400 trượng, Khung xương cự cầu này có đoạn đuôi nằm tại cửa cốc, đầu nằm tại cuối cốc, dĩ nhiên dài hơn 3.000 trượng, cho dù trừ đầu trừ đuôi chừng hơn trăm trượng, chỉ ít cũng dài tới 3.000 trượng. Khung xương cự cầu này dài tới mức kinh người, nếu không phải tiên thú sao có được thân thể dài như vậy, đối mặt với tu sĩ mệnh tuyển cảnh, không cần dùng tới pháp lực, chỉ đơn thuần là sức mạnh thân thể cũng có thể trực tiếp đè chết người ta rồi. Cổ thần tung côn ngô ấn, nhìn khoảng cách giữa điểm sáng di động và chỗ trống, nói nơi này còn cách chỗ trống chừng hơn vạn dặm ngoại trừ những khung xương trắng và đống pháp bảo kia xem ra nơi này cũng không còn gì khác ừ chúng ta đi tới chỗ trống kia xem sao tiểu bạch gật đầu nói tuy rằng nàng cảm giác chỗ này tương đối quen thuộc có chút lưu luyến không rời nhưng cảnh tượng hiện tại so với trong ký ức của nàng hoàn toàn khác biệt rất không giải thích được thiểm thiên phong rực trong nháy mắt liền xuất hiện xa lưng hai người đang muốn bay lên bầu trời đột nhiên cổ thần cảm giác phía sau mắt lạnh một đảo ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người hắn, dường như độc xà đang chăm chăm nhìn tới con mồi. Cổ thần đưa tay đẩy tiểu Bạch ra sau người, nhanh chóng xoay lại, nhìn về phía đảo ánh mắt kia, chỉ thấy một nữ tử áo đen đứng trên khối đá trăm trượng ngay giữa cốc, chính là khối đá che mất một phần khung xương cự cầu. Làn da của nàng trắng như tuyết, áo đen bó sát thân làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ hai đào ánh mắt sắc bén khiến cổ thần tưởng tượng nữ tử áo đen phía trước kia không phải một người mà là một con độc xà. Sắc mặt cổ thần không đổi, nhìn như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lấy làm kinh hái, vừa rồi bọn họ đi trong cốc không hề thấy bóng dáng nữ tử áo đen này, hiện tại nàng tới trong cốc, đứng cách hai người cổ thần chỉ có một nghìn trượng, cổ thần dĩ nhiên không cảm giác được chút nào, nữ tử thần bí này nếu như không có phương pháp ẩn nấp thân ảnh cực kỳ lợi hại, vậy tu vi của nàng ít nhất cũng có nguyên thần kỳ cổ thần ngừng thần nhìn nữ tử áo đen, trên thân thể nàng ta tựa hồ liên tục tàn mát ra trận trận hắc vụ, căn bản không thể nhìn ra được tu vi của nàng tới đâu. Ngay cả tướng mạo cũng chỉ cảm giác rất mông lung, không thể hình tượng. Cổ thần âm thầm kinh hái, nữ tử thần bí này mang tới cho hắn loại cảm giác cao thâm khó dò. Ánh mắt nữ tử áo đen rất bất thiện, thế nhưng, khi nàng vô thanh vô tức lại gần cổ thần hơn nghìn trượng cũng không làm ra cử động gì, hiển nhiên không hề có ý định động thủ ánh mắt nữ tử áo đen như tên nhọn, nhìn đống pháp bảo vừa bị chôn lấp, sau lại nhìn chầm chầm vào cổ thần, con mắt cũng không trước một cái. Tu sĩ nhân tộc, đây không phải địa phương ngươi nên tới, nhanh chóng rời đi. Thanh âm nữ tử áo đen vang lên lạnh như băng. Từ câu nói của nữ tử áo đen có thể nghe ra được, nàng ta không phải nhân tộc và là yêu tộc. Người đi vào trong côn ngô bí cảnh, cổ thần đều đã gặp qua, tu vi mệnh tuyển cảnh chỉ có một người là tàng thiên cơ, nữ tử thần bí này rất có khả năng vẫn luôn sinh hoạt trong côn ngô bí cảnh, chính điều này khiến trong lòng cổ thần này sinh hiếu kỳ. Cổ thần hỏi, ta từ bên ngoài côn ngô bí cảnh đi vào, ngẫu nhiên tới đây, rất nhanh sẽ rời đi, mặt đất nơi này đỏ tươi, cực kỳ quỷ dị, đạo hữu chẳng lẽ vẫn luôn sống tại đây. Không biết là vì sao? Nữ tử thần bí nói, từ đâu tới đây thì chạy trở về đó, côn ngô bí cảnh là thánh địa yêu tộc. Nghiêm cấm tu sĩ nhân tộc đi vào, nhanh chóng trở lại trung tâm thảo nguyên, chờ đợi thời gian một năm liền có thể rời khỏi côn ngô, nếu còn lưu lại thánh địa, tính mệnh khó giữ. Cổ thần nói, ta tới đây là vì truy tầm một kiện pháp bảo của nhân tộc ta, nếu tìm kiếm được, ta sẽ rời đi, đào hữu nói nơi này là thánh địa yêu tộc. Chẳng lẽ trong côn ngô bí cảnh còn có yêu tộc sinh sống? Ngư tử thần bí lạnh mặt, nói. Pháp bảo của tu sĩ nhân tộc, vừa rồi ngươi đã chiếm được trong côn Ngô bí cảnh không còn vật gì của nhân tộc nữa từ xưa đến nay hai tộc nhân yêu vẫn luôn đối địch người nếu còn tiếp tục lưu lại chỗ này hừ nhất định phải chết cổ thần nhíu mày nữ tử này căn bản không trả lời vấn đề của hắn ngữ khí lạnh lùng khiến hắn mười phần khó chịu hắc vì sao hai tộc nhân yêu lại không thể chung sống chúng ta đi tìm một vật tìm được rồi sẽ đi người cứ thích làm bộ lạnh lùng không làm gì đã muốn đuổi người đi có hiểu thế nào là lễ phép không a à? tiểu bạch đi ra từ phía sau cổ thần nhìn tới nữ tử áo đen lớn tiếng nói ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử áo đen lập tức rơi xuống trên người tiểu bạch đang muốn mở miệng sắc mặt đột nhiên đại biến cả kinh nói Ngươi, người là mê thiên hồ cổ thần chấn động tinh thần nữ tử thần bí này là người thứ hai sau ngô tinh nhìn ra được thân phận mê thiên hồ của tiểu bạch nữ khí nữ tử áo đen đại biến sừng hô cũng đổi theo từ ngươi thành người rồi thấy chuyển biến của nữ từ áo đen tiểu bạch kích ngạc hỏi làm sao vậy ngươi lẽ nào ngươi nhận thức được ta vẻ mặt nữ từ áo đen kinh hái tựa hồ thấy chuyện không thể tưởng tượng được nói ta đương nhiên nhận thức người người thế nào lại ở cùng một chỗ với tu sĩ nhân tộc hắn ta là bằng hữu tốt nhất của ta chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau đương nhiên phải ở cùng một chỗ với nhau rồi bất quá ta lại không nhận ra ngươi. Nơi này ta cũng chưa từng tới qua, nhưng ta cảm giác rất quen thuộc. Tiểu Bạch nắm cánh tay cổ thần, nói. Người đương nhiên quen thuộc nơi này, côn ngô bí cảnh chính là nhà của người, người thất tung lâu như vậy, rốt cuộc đã trở về rồi. Trên mặt nữ tử áo đen lộ gió biểu tình vui mừng. Côn ngô bí cảnh là nhà của ta. Tiểu Bạch kinh ngạc nói. Ta chưa từng tới nơi này, chỉ là cảm giác nơi này có chút quen thuộc mà thôi lúc trước tiểu bạch nhận ra không ít đặc điểm của nơi này trong lòng cổ thần đã có hoài nghi hiện tại vừa nghe nữ tử thần bí kia nói cổ thần càng có thể phán đoán ra được rằng hoặc là tiểu bạch đã từng sinh sống tại đây hoặc ít nhất cũng là nơi sinh sống của tổ tiên tiểu bạch sau đó tiểu bạch thông qua ký ức truyền thừa liền có được chút cảm nhận về nơi này khi cổ thần gặp được tiểu bạch tiểu bạch mới chỉ là một tiểu bạch hồ xem ra giả thuyết tổ tiên tiểu bạch đã từng sinh sống tại đây có phần đúng hơn nữ tử áo đen kinh ngạc nhìn tiểu bạch nói sao không thấy huyết quan của người tiểu bạch sờ sờ chán nơi này vẫn còn một vết sẹo nhỏ gật gật đầu là ai cắt huyết quan tôn quý của người nữ tử áo đen thét lớn lên người bị mất huyết quan trách không được không còn nhớ gì bị mất đi ký ức trước đây có phải là tu sĩ nhân tộc này nữ tử áo đen chỉ vào cổ thần vẻ mặt đầy phẫn hận thấy nữ tử áo đen kích động Tiểu Bạch nhất thời lắc đầu, nói. Không đúng, không đúng. Là ta ngại nó xấu quá, tự mình cắt đi. Nhìn cổ thần, trong mắt nữ tử áo đen tràn đầy lửa giận, nói. Hạn cho ngươi trong vòng thời gian ba tức phải rời khỏi nơi này. Nói xong, ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Bạch, nói. Người theo ta trở lại, nhìn thấy những người khác, người nhất định sẽ dần dần nhớ ra. Tiểu Bạch ôm cánh tay cổ thần, nói. Ta không đi với ngươi, Ta muốn ở cùng một chỗ với cổ thần, chúng ta đi tìm một vật, tìm được rồi sẽ cùng nhau rời khỏi đây." Trong mắt nữ tử áo đen dần dần khôi phục lại vẻ âm lãnh, nói: "Người đã quên sao? Người ghét nhất là tu sĩ nhân tộc, người mất đi ký ức nhất định là do tên tu sĩ nhân tộc này lừa gạt, thuộc hạ đắc tội, giết người này, sau đó dẫn người về, người về tới nhà, lâu ngày sẽ khôi phục lại." Nữ tử áo đen vừa nói xong, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống trên người cổ thần, sát ý như chiều dâng. Trong sát na, một cỗ cảm giác nguy hiểm đến cực điểm bao phủ khắp toàn thân cổ thần, nữ tử áo đen vặn người, hai tròng mắt như mắt loài rắn độc nhìn chầm chầm cổ thần, trong sát na, thân thể liền biến mất khỏi cự thạch trăm trượng. Chờ khi cổ thần kịp phản ứng, nữ tử áo đen đã xuất hiện ở ngoài ba trăm trượng, chỉ cần nửa sát na, nữ tử áo đen đã chảy về phía trước được bảy tám trăm trượng, tốc độ nhanh đến giận người. Kim sĩ thiên bằng cũng có thể làm như vậy, thế nhưng trước đó vẫn cần một chút thời gian chuẩn bị, có điều nhìn dáng vẻ nữ tử áo đen này, hầu như đã giống với thuấn gì rồi. Nữ tử áo đen há miệng phun ra một đảo hắc mang, quang mang trói mắt, bắn thẳng về phía trước mặt cổ thần với tốc độ cực nhanh. Cổ thần nghi người, một đảo hắc mang này còn mạnh hơn so với kim mang của kim sĩ thiên bằng, còn nhớ kim mang của kim sĩ thiên bằng đã liên tiếp phá vỡ ba kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm của cổ thần vượt qua thêm một đạo quyền cương dài 10 trượng, cuối cùng mới bị hai quyền của cổ thần đẩy ngược trở về. Cũng may, pháp bảo trên người cổ thần lúc này vượt xa so với khi đánh nhau cùng kim sĩ thiên bằng, thấy hắc mang to bằng ngón tay đang bắn tới, một kiện pháp bảo phòng ngự thượng phẩm lập tứ bay ra từ trong càn khôn chạc, đánh thẳng về phía hắc mang. Oanh, một tiếng, hắc mang trong nháy mắt bị pháp bảo phòng ngự thượng phẩm chặn đứng, nhất thời ngưng lại rồi bắn ngược trở về, bị nữ tử áo đen nuốt trở vào. Sắc kiện pháp bảo phòng ngự kia đột nhiên vang lên một tiếng, một vết sách thật lớn từ từ lan rộng, cuối cùng kiện pháp bảo này bị chia thành hai nửa, hoàn toàn phá hủy rồi rơi xuống mặt đất. Pháp bảo phòng ngự thượng phẩm, một kích đã bị hủy hoại hoàn toàn, công kích của đảo Hắc Mang kia quá mạnh, có thể so với pháp bảo cực phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Hắc Mang trở lại trong miệng, thân hình nữ tử áo đen đột nhiên biến mất trong mắt cổ thần, chỉ thấy hư không xẹt lên một đảo bóng đen, vẽ thành một vệt hư ảnh thật dài đánh về phía bên phải cổ thần. Tay trái nữ tử áo đen hóa thành chảo, chụp về phía tiểu bạch, tay phải hóa chỉ điểm về phía trước, dường như linh xà bổ nhanh nhắm tới hai mắt cổ thần. Hai ngón tay cực nhanh, không khí bị ma sát tạo thành những vệt sáng dài. Cương mang pháp lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, chỉ cương kéo dài ra phía trước hơn trượng, mặc dù không có thanh thế lớn như đảo chỉ cương trăm trượng, nhưng một chỉ này lại có uy lực lớn hơn rất nhiều so với chỉ cương trăm trượng nếu bị điểm chúng đầu cổ thần sẽ bị nổ tung giống như bị thiết trùy đập chúng vậy nữ tử áo đen không chọn đấu pháp cự ly xa với cổ thần mà dĩ nhiên chọn cận chiến điều này có chút nằm ngoài dự liệu của cổ thần nhưng cổ thần tu luyện thiên cương thối thể đại pháp và nghịch mệnh hóa long quyết thân thể mạnh mẽ vô cùng nữ tử áo đen chọn cách cận chiến lại vừa hợp ý hắn trên thực tế nữ tử áo đen thấy trên người cổ thần có nhiều pháp bảo tuy rằng đào hắc mang trong miệng của nàng có thể nghiền nát cả pháp bảo thượng phẩm nhưng cổ thần cũng có thể xuất ra cả chục kiện pháp bảo thượng phẩm để chống lại nàng tự nhiên không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy tu sĩ yêu tộc không phân biệt nam nữ thân thể đều mạnh mẽ tự nhiên cho dù hóa thành hình người vẫn hơn hẳn so với tu sĩ nhân tộc cùng cảnh giới như từ áo đen chọn cách chiến đấu này là nhằm dùng điểm mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của đối phương nhưng nàng thật không ngờ được cổ thần tuy là tu sĩ nhân tộc nhưng lại không giống như người bình thường thân thể chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn Nữ tử áo đen mặc dù nhanh, nhưng qua khoảng cách xa mà đến, cũng đủ cho cổ thần làm ra rất nhiều động tác, đồng thời quát lên. Tiểu Bạch, leo lên người ta. Tiểu Bạch liền biến nhỏ còn hơn tất, trèo lên đầu vai cổ thần, làm như vậy có thể giúp cổ thần không cần phân tâm bảo hộ Tiểu Bạch, chuyên tâm đối phó với nữ tử áo đen. Tiếp đến, hai ngón tay hắn điểm ra, ngưng tụ cương mang pháp lực trên đầu ngón tay, bắn về phía nữ tử áo đen hai đạo chỉ cương một đen một trắng va chạm nhau trong nháy mắt. Một tiếng nổ vang như thiên lôi giáng xuống. Đột nhiên, cương mang pháp lực tại đầu ngón tay hai người đều bảo phát, trong sát na, có vô số cương mang pháp lực giao phong lẫn nhau, lấy đầu ngón tay hai người làm tâm điểm, vô số cương khí pháp lực khách tán về bốn phía, trong nháy mắt lan ra ngoài phương viên nghìn trượng. Đầu ngón tay cổ thần như muốn nứt ra, trong lòng thầm sợ hãi với sự cường hãn của nữ nhân áo đen này, lực lượng của nàng không dưới hắn uy lực một chỉ này của nữ tử áo đen, ngay cả tu sĩ đoạt xá hậu kỳ bình thường, nếu không có trọng bảo bảo vệ sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Cổ thần dĩ nhiên cứng đối cứng được, trong lòng nữ tử áo đen cũng phải âm thầm kinh hái với sức mạnh thân thể cổ thần. Nhưng một chỉ này mới là bắt đầu, khi hai người vừa giao phong, tay trái nữ tử áo đen nắm chặt thành quyền, tựa như linh xà xuất động, một đảo hư ảnh chợt lóe lên, một quyền trực tiếp công kích qua đây. Quyền cương nội liễm lại phát ra quang mang vạn trượng, đánh ra một quyền này, thật giống như cả một vầng thái dương, khoảng cách hai người lại rất gần, trong nháy mắt đã tới trước mặt cổ thần. Thân hình cổ thần ngả về phía bên trái, hình thành một tư thế quái dị, tay phải vung lên, đột nhiên bảo phát tốc độ, không hề chậm hơn so với nữ tử áo đen, cương khí pháp lực ngưng tụ lại tại khửu tay, phát sinh ra quang hoa vạn trượng. Quang hoa trên khửu tay như mặt trời đỏ mới sinh, không thể ngăn trở, khử tay kích lên trên cánh tay nữ tử áo đen khiến cánh tay nàng ta bị đẩy lệch đi, quyền phong quét trượt qua đầu cổ thần. Lúc này, cương mang pháp lực do nữ tử áo đen ngưng tụ tại đầu quyền bào phát trong nháy mắt, bung ra về phía trước, một đảo quang hoa đen nhánh phóng ra, xẹt qua bên tai cổ thần, kích chúng vào vách núi phía sau cổ thần hơn 20 trượng. Ầm! Um, một tiếng nổ lớn, toàn bộ vách núi rung động, hơn 10 khối cự thạch lớn tới trăm trượng bị sụp đổ cả hai người như không nhìn thấy những khối cự thạch bị đánh đổ kia nữ tử áo đen đánh một quyền không chúng cánh tay còn bị khử tay cổ thần đánh chúng hiện còn đau nhức lửa giận trong mắt bùng phát thân thể đột nhiên đảo qua một bên một quyền bào phát quang mang vạn trượng của cổ thần nhất thời đánh vào khoảng không quyền cương đánh nát bấy khối cự thạch cả trăm trượng ngay phía sau nữ tử áo đen nữ tử áo đen gập eo hai chân như linh xà đột nhiên nhảy vụt lên hai đạo quang hoa đen nhánh thoáng hiện trong nháy mắt một chân đá tới bên hông cổ thần một chân đá sang bên sườn hai chân đá tới quá nhanh cổ thần còn chưa kịp đánh trả đành phải co hai tay lại vung lên một chút đón đỡ cả hai chân nữ từ áo đen đều đánh lên hai cánh tay cổ thần tựa như bị thiết bổng lớn trăm trượng quật chúng hai tay đau nhức một trận thân hình cổ thần nhất thời bị đẩy lui về phía sau mấy bước mới đứng vững lại được lúc này khối cự thạch hơn trăm trượng đã rơi gần tới đỉnh đầu hai người hai người tung quyền như bay cự thạch trăm trượng giống như khối đậu hũ, bị nắm đấm của hai người đánh tan thành từng mảnh vụn, tung tóe ra khắp bốn phía. Hắc ảnh lóe lên, nữ tử áo đen lại tới ngay sát cổ thần trong trước mắt, tiếp tục đánh ra một quyền tàn mát ra quang mang vạn trượng. Hai người giao phong, người một quyền ta một cước, toàn bộ đều nổi liễm cương mang pháp lực, dùng lực lượng thân thể mạnh mẽ xuất kích, có như vậy, lực công kích sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần so với cho cương mang pháp lực tràn ra ngoài cơ thể. Nắn ngủi trong nửa khắc, hai người giao tranh tới trên trăm lần quyền cước, thắng bại chưa phân mà song trường đều đau nhức. Chiến đấu cận thân như vậy, tốc độ ra đòn nhanh tới cực điểm, nếu có tu sĩ dưới mệnh tuyển cảnh đứng ngoài quan sát, chỉ có thể nhìn thấy những đoàn quang mang chói mắt thật lớn, căn bản không thể thấy rõ được động tác cụ thể bên trong của hai người. Coi như là tu sĩ mệnh tuyển cảnh, nếu như tu vi thấp hơn hai người, thấy từng đạo quang hoa qua lại nhanh như lưu tinh, chỉ sợ cũng phải hoa mắt, không rõ được quyền cước người nào đánh trúng người nào nữ tử áo đen tuy là nữ nhân, nhưng càng đánh càng hăng, song quyền như đầu rắn, công kích cực nhanh, chuẩn xác vô cùng, thân thể càng như mình rắn, linh hoạt tới cực điểm, mỗi một quyền đánh ra đều phát ra quang hoa vạn trượng, trói mắt vô cùng. Tốc độ công kích nhanh như vậy, cổ thần mỗi thời mỗi khắc đều phải chống đối lại quyền cước của đối phương, khó khăn mười phần. Trong phạm vi 20 trượng, hai người quyền đến cước đi, trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, cả hai liên tục đánh ra những đoàn quang hoa vạn trượng, Ai cũng không nhớ nổi được sốt cuộc đã đánh ra bao nhiêu quyền, bao nhiêu cước. Cổ thần chỉ biết là hai tay hai chân đều đau nhức. Đến hiện tại, cứ giao tranh thêm một lần lại đau nhức thêm một phần. Tốc độ xuất kích của nữ từ áo đen vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Thế nhưng nhìn sắc mặt nàng cũng biết tay chân nàng hiện tại cũng chẳng dễ chịu gì. Vách đá dựng đứng ở hai bên bị quyền cước của hai người không ngừng kích chúng, chỉ ít cũng phải rơi xuống hơn trăm khối cự thạch trăm trượng toàn bộ vách núi đã bị đánh rớt xuống hơn phân nửa. Tốc độ nhanh như vậy, cổ thần hoàn toàn không kịp phóng ra pháp bảo, cũng không kịp hóa thân thành kim long, càng không thể thoát thân. Sắp qua được một canh giờ, chân tay của thần mặc dù đau nhức, nhưng vẫn không rơi xuống hạ phong, nữ tử áo đen rốt cuộc đá không còn kiên nhẫn, đột nhiên lui lại phía sau, thân hình biến đổi, hóa thành một con cự xà màu đen dài tới mấy trăm trượng. Cự xà màu đen có ba cái đầu, mỗi cái đầu đều lớn hơn 10 trượng, trông giống như một tòa núi nhỏ, ba tòa núi nhỏ cạnh nhau trông như một chiếc đầu lâu cực lớn treo trên thân hình dài tới mấy trăm trượng. Ngoại trừ khung xương cự thú vừa gặp được, con rắn ba đầu này chính là yêu thú lớn nhất mà cổ thần gặp được, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này. Trên đỉnh ba chiếc đầu, đều có một chiếc hắc quan giống như vương miện. Thần thú, hắc quan xà ba đầu. Trong lòng cổ thần lúc này liền sáng tỏ, vì sao nữ tử áo đen này lại có thể chiến đấu cận thân với hắn lâu tới như vậy, hắc quan xà ba đầu là một tộc đàn có thân thể cực mạnh trong xà tộc so với thân thể long tộc không thua kém chút nào chiến đấu với cổ thần gần một canh giờ nữ tử áo đen không thể làm gì được cổ thần đành phải hiện ra nguyên hình hung uy tăng mạnh thực lực so với trạng thái hình người càng mạnh hơn mấy lần tuy rằng nữ tử áo đen đã hóa thành nguyên hình thực lực tăng mạnh nhưng trong lòng cổ thần cuối cùng cũng buông một hơi thở dài nhằm thời gian nữ tử áo đen hóa thành nguyên hình cổ thần cũng nhấc người bay lên một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Cổ thần hóa thân thành cự long, phóng lên cao. Thiểm thiên phong rực xuất hiện sau lưng, trong nháy mắt mở rộng thành trăm trượng, vỗ mạnh, thân hình cổ thần lập tức xông lên cao nghìn trượng. Thiểm thiên phong rực liên tục vẫy động, mặc kệ hắc quan xà ba đầu kia đang liên tục hét lên giận dữ, cổ thần đang muốn tranh thủ thời gian thoát thân, nào định dừng lại. Nhất thời nhắm thẳng chỗ chống đánh dấu trên địa đồ, nhanh chóng phi độn đi. Cổ thần vừa mới bay lên không trung hơn ba nghìn trượng, ở ngoài nhìn dặm về hướng nam, có hai đạo độn quang vừa vượt qua giải núi lớn, xuất hiện tại bầu trời phía nam của thung lũng, một đạo kim mang, một đạo thanh mang, chính là kim sĩ sí thiên bằng và tàng thiên cơ. Cổ thần thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu nữ tử áo đen kia còn mãi dây dưa không chịu biến hình, đợi thêm một chút nữa bị kim sĩ sí thiên bằng và tàng thiên cơ đuổi tới, hắn phải lấy một đấu ba, tính mệnh nguy to. Cổ thần vừa đi, hắc quan xà ba đầu liên tục hét lên giận dữ, ba cái đầu thật lớn nhất thời ngửa mặt lên trời, phun ra ba đạo cương mang đen thui bắn về phía cổ thần. Tốc độ ba đạo hắc mang kia cực nhanh, trong sát na đã hiện lên ngoài nghìn trượng. Cổ thần thấy ba đạo hắc mang đang mãnh liệt lao tới, không dám đón đỡ, hiểm thiên phong rực vẫn mở rộng cỡ trăm trượng, liên tục phách động, tựa như thuấn di, đổi hướng lao sang một bên tới mấy nghìn trượng. Liên tục vỗ cánh bảy lần, trong bảy sát na, cổ thần đã bay về phía đông bắc được hơn bảy nghìn trượng năm sát na tiếp theo, vỗ cánh đủ 5 lần, bay lên cao thêm 5.000 trượng. Cổ thần liên tục sử dụng 12 lần công dụng thuấn di của thiểm thiên phong dực, đây cũng là giới hạn số lần hắn có thể sử dụng tại thời điểm hiện tại, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với hắc quan xà ba đầu. Ba đảo hắc mang kia phóng lên cao, đạt tới hơn vạn trượng nhưng không thể đụng tới nửa góc áo cổ thần. Một kích thất bại, hắc quan xà ba đầu bay lên trời, thân hình thật lớn uốn mình giữa không trung, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo hướng cổ thần. Xa xa, kim sĩ thiên bằng và tàng thiên cơ cũng thấy được hình bóng cổ thần, thấy cổ thần bị một con hắc quan xà ba đầu truy đuổi, hai người mừng rỡ, đẩy nhanh độn tốc, hóa thành hai đạo lưu quang, một kim một thanh, nhanh chóng đuổi theo hướng cổ thần. Lưu lại mê thiên hồ. Tốc độ hắc quan xà ba đầu cực nhanh, đuổi theo một đoạn xa phía sau cổ thần, cái đầu ở giữa quát lớn lên. Cổ thần vẫn tung cánh bay, làm như không nghe thấy, bỏ chạy về phía xa sở trường lớn nhất của hắn chính là tốc độ nhanh vô cùng lúc này đang phi độn ngay cả hắc quan xà ba đầu có tu vi cao hơn hắn không ít nhưng vẫn không có cách nào đuổi theo được tiểu bạch ngồi trên lưng rồng nhìn hắc quan xà ba đầu đuổi theo phía sau không bỏ nói cổ thần nhanh hơn chút nữa ta không muốn bị nàng ta bắt đi ta muốn ở cùng với ngươi đi khắp thiên hạ đừng lo nàng ta không đuổi kịp ta cổ thần thoải mái nói phóng xuất ra côn ngô ấn, cổ thần nhìn lại địa đồ trên côn ngô ấn, điểm sáng nhấp nháy chỉ còn cách ký hiệu chỗ trống chừng hơn vạn dặm, cổ thần liền dựa theo phương hướng trên địa đồ, bay nhanh đi. Đột nhiên, bầu trời phía trước xuất hiện một đạo quang mang, từ mặt đất bắn lên cao tới mấy vạn trượng, thẳng cho tới tận chân trời. Đạo quang mang kia cách nơi này vô cùng xa xôi, thoạt nhìn thấy cột sáng, trong lòng cổ thần cũng thấy kinh ngạc. Mỗi một ký hiệu chỗ trống trên địa đồ đều có một đạo quang hoa bắn thẳng lên trời, trong rừng quỷ và thảo nguyên đều như vậy, nhưng phải tới gần mấy nghìn trượng mới có thể thấy được. Lúc này, còn cách xa vạn dặm, dĩ nhiên có thể thấy được rõ ràng, từ điểm này có thể nghĩ, khi tới gần, đạo quang hoa kia phải sáng tới mức nào. Càng tới gần chỗ quang quyển, quang hoa phóng lên cao càng sáng, trong lòng cổ thần thầm khen. Nếu quang mang kia là một kiện bảo vật, thật không biết là dạng bảo vật gì lại có thể phát ra quang hoa trói sáng như vậy còn ở ngoài xa vạn rằm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng oa wow, nơi đó khẳng định là một đại bảo bối tiểu bạch nhìn quang hoa phóng lên cao ở phía trước tạm thời không nghĩ tới hắc quan xà ba đầu đang đuổi theo phía sau hoan hô lên một tiếng đột nhiên côn ngô ấn chấn động tựa như muốn thoát khỏi khống chế của cổ thần bay về phía quang mang phóng lên cao ở phía trước kia cổ thần cách lực giữ lại thu hồi côn ngô ấn vào trong nghi tâm đồng thời trong lòng mừng rỡ Côn ngô ấn là bảo vật mở ra như ý linh lung bảo tháp, nếu côn ngô ấn có phản ứng, như vậy, đạo quang hoa phía trước kia rất có khả năng là như ý linh lung bảo tháp. Càng đi tới gần chỗ quang hoa phát sáng, côn ngô ấn trong nghi tâm cổ thần càng chấn động mạnh hơn, nếu không phải cổ thần cách lực chấn giữ, sợ rằng đã sớm lao ra khỏi mi tâm hắn rồi bay thẳng về chỗ quang hoa. Tới gần chỗ quang hoa chừng 3.000 dặm, vị trí quang hoa phát sáng đã rơi vào trong tầm mắt cổ thần, chỉ thấy có vài ngọn núi cao nghìn trượng vây xung quanh thành một vòng tròn, đạo quang hoa kim sắc phóng lên cao kia được phát ra tại chính trung tâm vòng tròn đó. Tới gần 2.000 dặm, một toàn tháp nhọn hoàng kim lộ ra từ trong những ngọn cự phong. Tới gần 1.000 dặm, một tầng thân tháp lộ ra sau những ngọn cự phong. Cổ thần đã hoàn toàn xác định, vật phát ra quang mang vạn trượng kia là một tòa kim tháp, hơn nữa có 8 phần 19 là như ý linh lung bảo tháp. Có thể nhìn thấy được, một tầng cao nhất này cũng cao chừng trăm trượng. Càng phi độn về phía trước, càng có nhiều tầng thân tháp lộ ra sau những ngọn cự phong. Chờ khi cổ thần tới gần đảo quang hoa kia ngoài ba nghìn trượng, toàn bộ thân tháp liền hiển lộ ra sau những ngọn cự phong. Tháp cao chín tầng, mỗi tầng cao trăm trượng, cộng thêm đỉnh tháp cao gần trăm trượng, toàn bộ ngọn tháp cao nghìn trượng, ngang bằng với những ngọn núi vây chung quanh. Chín ngọn núi cao nghìn trượng hợp thành phương vị cửu cung, vây chung quanh tòa bảo tháp kim quang nghìn trượng, trên mỗi ngọn núi đều khắc đầy những phù văn, đồ đằng từ thời thượng cổ, phát ra trận trận quang mang. Chín ngọn núi tương liên, hình thành lên một đạo quang mạc thật lớn, bao phủ kim quang bảo tháp vào bên trong. Vô số phù văn ấn ký cổ xưa, những ký hiệu đồ đằng chậm rãi lưu động bên trong quang mạc. Lúc này, côn ngô ấn bên trong mi tâm cổ thần đang điên cuồng rung động, bộc phát ra quang hoa vạn trượng, cố gắng phóng ra ngoài khỏi mi tâm, cổ thần đã hạ dấu vết pháp lực bên trong côn ngô ấn, lúc này phải dùng lượng lớn pháp lực mới có thể áp chế côn ngô ấn không bay ra khỏi mi tâm. Thế nhưng, đã có không ít quang hoa bay ra khỏi mi tâm cổ thần, dường như mở ra một đảo thiên nhãn, quang hoa bắn tới những ấn kỳ phù văn phát sáng đang chậm rãi lưu động bên trên quang mạc, không hề có phát sinh bất luận rung động nào, dường như sóng nước trường giang chảy vào biển cả, hoàn toàn dung nhập. Hắc quan xà ba đầu còn ở ngoài nhìn dặm, cổ thần không vội vã xông vào trong quang mạc quỷ dị kia, ánh mắt nhìn về chín ngọn cự phong, cùng với bảo tháp kim quang tại chính trung tâm cổ thần bay đến từ hướng tây nam vì bảo tháp kim quang nằm theo hướng chính nam nên cổ thần nhìn thấy không phải mặt chính diện dọc theo quang mạc hình thành từ chín ngọn cự phong cổ thần bay đi về hướng đông rất nhanh liền đi tới hướng chính của bảo tháp chín tầng tháp kim quang cửa ra cả chín tầng mở về hướng đông đối diện với cổ thần đưa mắt nhìn lại trên cửa lớn tầng thứ nhất của bảo tháp có khác mấy chữ như ý linh lung tháp mỗi một chữ lớn mười trượng, nét chữ đều đắn có thần, phát quang lóng lánh, vừa nhìn trong mắt liền chấn động tâm hồn. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán từ sớm, nhưng lúc này thấy được năm chữ, như ý linh lung tháp, trong lòng cổ thần vẫn chấn động vô cùng, tiếp theo là vui mừng vô hạn. Thấy được sau, nhìn tìm vạn kiếm, trong lòng cổ thần không vui sao được. Như ý linh lung bảo tháp chính là trọng bảo tiên gia, có thể kéo dài thời không, có vô số diệu pháp, uy năng vô thượng có được như ý linh lung bảo tháp, cổ thần sẽ có nhiều hơn gấp bội thời gian đi tìm phương pháp hóa giải huyền âm tuyệt mạch, cũng có thêm gấp bội thời gian dùng để tu luyện. Ánh mắt cổ thần hướng về phía trước, vẻ mặt vui mừng đột nhiên dừng lại, chỉ trước mặt chín tầng tháp trôi nổi không ít những chữ viết hoàng kim thật lớn. Như ý linh lung tháp, thiên đình lăng tiêu cung, vô lượng thiên kiếp tới, sau cùng công giá tràng. Kiếp kiếp kiếp, diệt diệt diệt, ngửa mặt lên trời hét lớn, không hối hận dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên, có được sống mãi, sống trong tiên độ, tâm niệm nơi trần thế, lưu lại linh lung tháp, tặng người đời sau có duyên. Những chữ hoàng kim này đều là do tu sĩ dùng pháp lực ngưng tụ thành, thời gian trôi qua vạn năm vẫn lấp lánh như trước, quang hoa không chút phai nhạt. Thời gian qua nghìn năm, dấu vết pháp lực trong pháp bảo do tu sĩ mệnh tuyển cảnh lưu lại cũng phải mai một. Thời gian qua nghìn năm, xương cốt vốn ngập tràn linh lực của tiên thú độ hư cảnh cũng phải mai một. Những chữ hoàng kim này vốn thuần túy là do pháp lực ngưng tụ thành, thời gian trôi qua vạn năm vẫn còn phát sáng lấp lánh, có thể nghĩ được, người lưu lại những chữ này, tu vi không biết đã đạt tới cảnh giới tột cùng nào rồi. Lưu lại linh lung tháp, tặng người đời sau có duyên. Từ hàng chữ hoàng kim này có thể thấy được, chính là do bảo tháp thiên vương lưu lại. Trong lòng cổ thần không khỏi thổn thức, tại thời thượng cổ, thái cổ, không biết giới tu chân của đại lục cổ hoang khi đó sẽ có cảnh tượng gì. Chư tử thượng cổ, tiên tôn, tiên vương thái cổ, những nhân vật được truyền lưu từ thời thượng cổ, thái cổ kia, không biết đã đạt tới cảnh giới tu chân gì. Cổ thần nhìn hàng chữ hoàng kim trước mắt, trong lòng cảm khái, tựa hồ thấy một người mặc bảo giáp hoàng kim, đầu đội mũ vàng, toàn thân lấp lánh thần quang, chừng như bảo tháp thiên vương đang đứng ngay phía đối diện. Ánh mắt thiên vương lấp lánh thần quang, tản mát ra quang mang vạn trượng, chân đứng trên tường vân giống như một pho tượng bất diệt chỉ riêng khí thế đã khiến thiên địa buồn bá thất sắc thế nhưng thần tình có vẻ mê hoặc vẻ mặt đầu thống khổ hắn ngửa mặt lên trời huyết dài kéo theo từng tia hận ý ánh mắt tràn đầy vẻ mê mang nhìn không thấu phía trước dám hỏi trời xanh có thể có chân tiên có được sống mãi cổ thần nhìn hàng chữ này trong lòng chấn động vô cùng cường đại như bảo tháp thiên vương cũng không thể trường sinh bất tử sao Vậy chư tử thượng cổ, tiên vương tiên tôn thái cổ, lẽ nào đều không thoát khỏi dòng chảy thời gian sao? Trong mắt người thường, tu sĩ tiên thiên cảnh có thể lên trời xuống đất, chính là tiên nhân. Trong mắt tu sĩ tiên thiên cảnh, tu sĩ thần hải cảnh có thể khiến ý niệm hóa hồn, pháp lực ngập trời, chính là tiên nhân. Trong mắt tu sĩ thần hải cảnh, tu sĩ mệnh tuyển cảnh có thể bài trừ mệnh cách, kéo dài tuổi thọ, chính là tiên nhân. Trong mắt tu sĩ mệnh tuyển cảnh tu sĩ độ hư cảnh có thể lĩnh ngộ pháp tắc, đạp bước hư không, chính là tiên nhân. Chư tử thượng cổ được xưng là đại tiên, thái cổ có vô số người được xưng là tiên vương, tiên tôn, lẽ nào vẫn không được coi là tiên nhân chân chính. Chân tiên, như thế nào mới được gọi là chân tiên? Cổ thần không hiểu, kiếp trước khi tu vi hắn tiến vào mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, trên khắp đại lục cổ hoang đã được xưng là đại cao thủ danh chấn thiên hạ, nhưng thời gian sống cũng chỉ được hơn 500 năm hắn vẫn cho rằng, chư tử thượng cổ, tiên vương tiên tôn thái cổ, đều là đại tiên, những người có thể trường sinh bất lão, nhưng hôm nay thấy được lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Tại bí địa lý gia, hắn còn không rõ, đã là thiên vương thiên đình, còn gì khiến bảo tháp thiên vương phải đi tránh né. Hôm nay, cổ thần dường như đã hơi chút minh bạch. Như ý linh lung tháp, thiên đình lăng tiêu cung, vô lượng thiên kiếp tới, sau cùng công giá tràng. Vô lượng thiên kiếp, Cổ thần chỉ biết, trên con đường tu chân phải trải qua mấy lần kiếp lôi, ví như từ thần hải cảnh tấn trước mệnh tuyển cảnh, từ đó về sau, mỗi lần đột phá mệnh cách, tăng thêm tuổi thọ, đột phá thọ mệnh giới hạn của quy tắc thiên địa, sẽ gặp phải kiếp lôi đánh xuống, xóa bỏ người nghịch mệnh, nghịch thiên. Vô lượng thiên kiếp, là dạng kiếp lôi gì? Ngay cả thiên đình thái cổ cũng không thể tránh. Chấm. Như ý linh lung tháp, thiên đình lăng tiêu cung, vô lượng thiên kiếp tới, sau cùng công giá tràng kiếp kiếp kiếp, diệt diệt diệt. Ngửa mặt lên trời thép, không hối hận. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên, có được sống mãi. Sống trong tiên độ, tâm niệm nơi trần thế, lưu lại linh lung tháp cho người đời sau có duyên. Từng kim quang nhưng từng đạo dấu vết pháp lực khắc vào trong thần thức của thần, cổ thần khẽ nhắm hai mắt, mỗi chữ kim quang hiện lên vô cùng rõ ràng trong thần thức, dù cho cổ thần không có ý định ghi nhớ, cũng vĩnh viễn không mở mỗi chữ kim quang bao hàm hận ý vô biên của bảo tháp thiên vương, tựa như có uy lực vô cùng, vừa tiến vào trong thức hải cổ thần liền tương dung với thần thức, nhất thời khiến thần thức cổ thần mở rộng lên không ít. Dưới sự không chế của cổ thần, từng chữ kim quang tụ tập lại với nhau, dung nhập thành một đoàn kim quang vạn trượng, sau đó kim quang vạn trượng lại chia thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám. Cuối cùng, toàn bộ chữ kim quang hóa thành tám chữ kim quang thật lớn vô cùng, dám hỏi trời xanh có thể có chân tiên mạc vấn thương thiên khả hữu chân tiên tám chữ này chính là tinh túy trong toàn bộ những chữ kim quang do bảo tháp thiên vương ngưng tụ pháp lực tạo thành nhằm nói ra điều nghi vấn lớn nhất trong lòng dám hỏi trời xanh có thể có chân tiên tám chữ thật lớn mỗi một chữ lớn tới nghìn trượng tạo thành phương vị bát quái vững vàng trong thần thức cổ thần an tĩnh bất động cổ thần hắc quan xà ba đầu tới rồi lúc này thanh âm lo lắng của tiểu bạch vang lên bên tai cổ thần cổ thần mở hé hai mắt thấy hắc quan xà ba đầu đã tới ngay phía sau ngoài nghìn trượng ba chiếc đầu rắn hé ra ba cái miệng lớn nhất thời phun ra ba đảo hắc mang mỗi đảo hắc mang đều lớn tới mười trượng ba đảo dung hợp lại thành một đảo hắc mang lớn tới trăm trượng trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng bắn thẳng về phía cổ thần đảo hắc mang này có uy lực cực lớn So với đảo Hắc Mang khi nữ tử áo đen bắn ra trong trạng thái hình người còn lớn hơn gấp mấy lần, cho dù Tu Nguyên Thần Sơ kỳ nếu bị đảo Hắc Mang này bắn trúng, cũng phải chịu hình thân cầu diệt trong nháy mắt. Nhìn Đào Hắc Mang trăm trượng đang bắn tới, cổ thần không động, bên trong thần thức của hắn, tám chữ kim quang tản mát ra quang mang vạn trượng khiến cổ thần dâng lên một cỗ cảm giác tự tin vô cùng, Đào Hắc Mang ở ngay trước mắt kia tựa hồ cũng không còn gì đáng sợ nữa. Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên? Cổ thần khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng đọc lên tám chữ. Trong sát na, sau người cổ thần hiện ra kim mang vạn trượng, bên trong kim mang, tựa hồ có một người đầu đội mũ vàng, mặc bảo giáp hoàng kim, chính là hư ảnh Bảo Tháp Thiên Vương cao tới nghìn trượng, vẻ mặt nghiêm nghị, quát lớn. "Dám hỏi trời xanh, có thể có chân tiên." Theo tiếng hét lớn của Bảo Tháp Thiên Vương, mi tâm cổ thần bùng phát kim quang, có tám đạo kim quang nối tiếp nhau bắn ra ngoài đạo kim quang thứ nhất hóa thành một chữ, mạc, hoàng kim lớn tới nghìn trượng, tản mát ra quang mang vạn trượng khắp bốn phương, tựa như một ấn tỷ lao về phía đạo hắc mang kia. Ngay sau đó, đạo kim quang thứ hai hóa thành một chữ, vấn, hoàng kim lớn tới nghìn trượng, rồi lập tức đạo kim quang thứ ba đã hóa thành chữ, thương, cực lớn bay tới. Chỉ trong trước mắt, tám đạo kim quang liền biến thành hàng chữ hoàng kim trải dài tám nghìn trượng, mạc vấn thương thiên, khả hữu chân tiên. Ầm 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 từng tiếng nổ lớn liên tục vang lên, mỗi một chữ hoàng kim lớn nghìn trượng lần lượt đánh xuống trên hắc mang vài trăm trượng, qua mỗi một lần liền có một đoạn hắc mang dài trăm trượng biến thành hư vô trong nháy mắt. Tám chữ hoàng kim đánh xuống đủ phá tan đảo hắc mang dài tám trăm trượng, tới chữ cuối cùng càng đánh vụn một đoạn hắc mang cuối cùng, sau đó còn dư lực vỗ lên trên hắc quan xà ba đầu. Hắc quan xà ba đầu bị chữ hoàng kim lớn nghìn trượng kia áp xuống, chữ hoàng kim này tựa hồ còn ẩn hàm đạo ý vô biên khiến hắc quan xà ba đầu như bị vật nặng nghìn cân đánh xuống. Trong sát na, hắc quan xà ba đầu liền bị chữ hoàng kim đánh mạnh xuống mặt đất. ầm một tiếng, chữ hoàng kim tán đi, hắc quan xà ba đầu nằm bẹp trên mặt đất, cả một ngọn núi cao mấy trăm trượng dưới thân nó cũng bị đập thành nát bấy. Tuy bị đánh là vậy nhưng hắc quan xà ba đầu chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, có điều sáu đạo ánh mắt từ ba chiếc đầu lớn nhìn về phía cổ thần chấn động vô cùng. Nàng ta đường đường là một thần thú nguyên thần trung kỳ, tại tình huống hiện nguyên hình, dĩ nhiên bị một gã tu sĩ đoạt xá hậu kỳ phá đi sát chiêu lợi hại nhất của mình, không những thế còn đánh nàng từ trên bầu trời đập mạnh xuống dưới mặt đất. Đây còn thiên lý gì nữa không? Quả thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hàng chữ dài 8.000 trượng kia sau khi biến mất lại hóa thành 8 đạo kim quang bay vào trong mi tâm của thần, 8 chữ hoàng kim lại xuất hiện bên trong thức hải của thần, có điều đã mở đi rất nhiều so với lúc trước. Lúc này, từng đạo thần thức đang dần thẩm thấu vào trong tám chữ hoàng kim, theo càng nhiều thần thức bị hấp thu, tám chữ hoàng kim cũng ngày càng sáng trở lại. Thức hải cổ thần có thể tuôn ra vô tận thần thức, mặc kệ bị hấp thu bao nhiêu cũng không vấn điều gì, chứng kiến được sự lợi hại của tám chữ hoàng kim, trong lòng cổ thần mừng rỡ, ngay cả cứ yêu lợi hại như vậy cũng bị đập xuống mặt đất trong nháy mắt, đây cũng là pháp thuật lợi hại nhất cổ thần có thể đánh ra rồi. Chỉ là, nhìn tốc độ khôi phục của tám chữ hoàng kim trong thức hải, sợ rằng cần thời gian không ngắn mới có thể trở lại như trước, trong khoảng thời gian đó không thể tiếp tục sử dụng, bằng không mà nói, nếu liên tiếp sử dụng tám chữ hoàng kim này, cổ thần có thể giết chết hắc quan xà ba đầu dễ dàng. Mạc Vấn Thương Thiên, Khả hữu Chân Tiên Tám chữ này nói lên nghi vấn lớn nhất trong đời bảo tháp thiên vương, nếu sử dụng tám chữ này như một pháp thuật, cổ thần liền nghĩ cái tên thiên vương vấn thiên làm tên gọi. Thiên vương vấn thiên, cổ thần mỉm cười, thật hợp ý cảnh ánh mắt nhìn về hướng xa xa, kim sĩ thiên bằng còn cách nơi này không tới trăm dặm, tàng thiên cơ còn xa hơn chút, cũng chỉ hơn năm trăm dặm, rất nhanh liền có thể tới. Tam đầu hắc quan xa đã đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn cổ thần, bất quá nàng vừa bị chữ hoàng kim cuối cùng kia đập cho hoảng sợ, không dám cử động khinh thường, thấy phía xa có hai đạo độn quang đang mạnh mẽ lao tới, trong đó có một người một yêu, dường như đều là địch của cổ thần, nàng bèn đứng yên chờ đợi. Cổ thần thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười mi tâm chợt lóe quang hoa côn ngô ấn bay ra ngoài côn ngô ấn bay ra khỏi mi tâm lập tức khẽ rung lên vui mừng trong sát na liền hóa thành khổ mười trượng bay về phía quang mạc hình thành từ chín tòa cự phong côn ngô ấn bay tới đông đảo những đạo phù văn đang lưu động liền tản ra xung quanh để lộ ra một thông đạo hình tròn cổ thần hóa thành hình người cùng với tiểu bạch bay qua thông đạo hình tròn kia đi vào trong quang mạc sau đó thôi động pháp lực thu côn ngô ấn vào trong mi tâm, nhất thời toàn bộ quang mạc được bịt kín lại như trước. Cổ thần hạ xuống đất, đi tới trước mặt như ý linh lung tháo, tuy rằng tháp cao 9 tầng, mỗi một tầng đều có ban công và cửa ra vào, tuy nhiên chỉ có cửa tầng thứ nhất mới mở ra. Không lâu sau, kim sĩ thiên bằng và tàng thiên cơ cũng lục tục đi tới bên ngoài quang mạc, ba người nhìn cổ thần, lòng đầy lửa giận, không hẹn mà đồng loạt xuất thủ, đánh ra pháp thuật lợi hại nhất công kích lên trên quang mạc một đào hắc mang lớn trăm trượng, một cự trường nghìn trượng lập lòe lôi điện. Kim linh như mưa tên khắp trời. Pháp thuật công kích của ba người như cuồng phong bảo vũ đánh lên quang mạc hình thành từ chín ngọn cự phong. Vô thành vô tức, không có nửa phần động tĩnh, công kích pháp thuật của ba người đánh lên trên quang mạc, giống như nước sông đổ về biển, bất luận là hắc mang, cự trường lôi điện hay kim linh ngập trời, vừa gặp phải những phù văn cổ xưa bên trên quang mạc, chỉ lóe lên một cái, hóa thành đạo đạo năng lượng, bị hút sạch vào bên trong phù văn. Ngay cả nghìn vạn kim linh bằng lông vũ của kim sĩ thiên bằng cũng không ngoại lệ, chỉ trong nháy mắt đã bị hấp thu toàn bộ, hóa thành năng lượng rồi bị ấn ký phù an hút lấy. Sắc mặt kim sĩ thiên bằng cả kinh, tuy rằng thân hình hắn cao lớn, lông vũ trên người gần như vô cùng vô tận, nhưng nếu cứ tiếp tục công kích như vậy, dù có hàng nghìn hàng vạn đi nữa cũng bị hấp thu toàn bộ, sau cùng cũng chẳng được bao lâu, hắn sẽ biến thành một đầu thiên bằng trụi lông mất. Cổ thần đứng bên trong quang mạc, khinh thường nhìn ba người, như ý linh lung bảo tháp là do bảo tháp thiên vương phong ấn tại đây, bảo tháp thiên vương là hạng người gì? Chính là hạng nhân vật đỉnh cao từ hàng vạn năm trước, phong ấn do ông ta để lại đâu phải ba tên tiểu bối kia có thể phá được. Không thèm để ý tới ba người đang nghiến răng nghiến lợi bên ngoài quang mạc, cổ thần xoay người, đi tới tầng thứ nhất của như ý linh lung bảo tháp. Thoạt nhìn bên ngoài linh lung bảo tháp cao tới nghìn trượng, rộng chừng trăm trượng, mười phần to lớn, trên thực tế, không gian bên trong bảo tháp lại càng rộng lớn hơn. Tầng thứ nhất bảo tháp là kim tháp, ẩn hàm pháp tắc hệ kim, tu luyện những môn công pháp hệ kim tại nơi này sẽ có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tầng thứ hai bảo tháp là tháp thời gian, ẩn chứa pháp tắc thời gian, có thể kéo dài hay giảm ngắn thời gian gấp 2 lần. Tầng 3 bảo tháp là mộc tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ mộc, tu luyện công pháp hệ mục tại đây sẽ có tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tầng 4 bảo tháp cũng là tháp thời gian, ẩn chứa pháp tắc thời gian nhưng có thể điều chỉnh thời gian nhanh chậm hơn 10 lần, càng ảo diệu hơn so với tầng thứ hai. Tầng 5 bảo tháp là thủy tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ thủy, đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp hệ thủy. Tầng 6 tiếp tục là tháp thời gian, ẩn chứa pháp tắc thời gian, nhưng độ điều chỉnh nhanh chậm tăng lên gấp trăm lần, càng ảo diệu hơn so với tầng thứ tư. Tầng thứ 7 là hỏa tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ hỏa, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp hệ hỏa. Tầng thứ 8 là tháp không gian, ẩn chứa pháp tắc không gian, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện pháp thuật không gian. Tầng 9 là thổ tháp, ẩn chứa pháp tắc hệ thổ, đẩy nhanh tốc độ tu luyện công pháp hệ thổ. Bên trong như ý linh lung bảo tháp cũng không có bất luận cấm chế gì, sau một canh giờ, cổ thần đi qua hết 9 tầng tháp, trong lòng đã hiểu đại khái công dụng của mỗi tầng tháp, cuối cùng lên tới đỉnh tháp, ngồi xuống rồi bắt đầu luyện hóa như ý linh lung bảo tháp. Hết tập 36